Hello, hello. Xin chào. Có ai xem live của Tùng không? Chúc cả nhà buổi sáng chủ nhật thật vui vẻ, ấm áp bên gia đình, bạn bè và những người thân nhé. Chắc là tầm này rất là nhiều anh em đang cà phê ha. Mới ăn sáng xong đang cà phê. Vừa ăn cà phê vừa xem live. Vừa chốt cây thì còn gì bằng. Đâu rồi, ai đang xem cho Tùng một comment nhé, để Tùng chào nhé. Xin chào. Tối hôm qua có chút việc không lên live được, nhớ cả nhà lắm. Nhớ quá trời luôn. Xin chào. Chào em Nguyễn Sơn. Chào Hậu Nguyễn. Chào anh Tài Mai. Hello bác Phạm Ngọc Thức. Chào bác Phường Nang Ba Đỉnh. Ba Đỉnh quá đỉnh. Hello anh Đoàn Nghị nha. Rồi, ok, cả nhà chia sẻ cho Tùng đi cả nhà ơi, cho đông anh em vào. Hôm nay thì chủ nhật lại tiếp tục làm show, làm tiệc thôi. Đó. Và cũng tranh thủ một chút, giữ ổn, tranh thủ cho anh em lên giặt sơ qua một chút để hôm nay đón một số các vị khách tới để chốt cây. Chào Sĩ Trần nha, hello anh Kim Mai. Buổi tối ấm áp nha anh ơi. Tầm này chắc là đang chiều rồi đúng không? Chào bác Vườn Lan Rừng nha. Chào bác Lê Ngọc Thanh. Cảm ơn Nguyễn Gia Hân nha. Chào bác Thoa Đỗ. Đấy. Chỉ một số anh em làm trên này thôi. Làm những việc quan trọng trước một chút. Để tí nữa là sẽ đón khách ở đây để giao dịch bộ tứ trụ nha. Hôm nay sẽ giao dịch bộ tứ trụ. Thế là anh em dọn vừa một tí. Mấy hôm nay bận quá. Chào thím Cường Nguyễn Hữu nha. Trời ơi, cái tên nick dài quá trời dài luôn. Hello em trai Thuận Nguyệt Đồ Gỗ. Chào bác Đăng Võ, chào anh Trung Trương. Chào Hoàng Như nhé. Hello Ngọc Võ Ân Tình. Cảm ơn Ngọc Võ Ân Tình rất nhiều. Chào bác Nguyễn Sến nha. Đây là lý do mà vườn nó sạch đó anh em. Đây là lý do mà vườn sạch đó. Mặc dù là mình làm như này thì giá thể nó sẽ không rớt xuống. Nhưng mà những cái bụi, những cái ấy nó vẫn xuống vườn thôi. Mình vệ sinh được sạch thì sẽ ít sâu bệnh hơn. Cây sẽ ít bệnh hơn. Nói chung là mùa này rất là này nọ, trời thì không có nắng, nhiều mây, có gió nha, hiện nay đang có gió nhẹ, và mùa này rất là dễ bị sâu. Mọi người nhìn này, cái cây kính bắc đây, cây kính bắc bây giờ nó như thế này không biết xử sao luôn, đó, hết sức bình tấn, song kiếm hợp bích. Em chào anh Cường Khuê Đồ Gỗ nha. Chào Trung Văn Trung, cảm ơn em. Chào bác Nguyễn Công Toàn nha. Ok Võ Văn Đức. Song kiếm hợp bích. Vừa này đang có gió cho nên sáng nay sẽ không tưới nha. Trên khô dưới ẩm rễ nhiều. Đấy. Anh em chỉ làm trên đây tranh thủ được một tí thời gian nữa thôi là phải xuống dưới rồi, chiến đấu rồi. Hôm nay đón một số các vị khách về đây để tham quan, đồng thời chốt bộ tứ trụ. Trên lúc này anh em đang dọn sơ qua một tí. Cái máy này là cái máy giặt thảm nha, máy giặt thảm cỏ. Còn ở dưới kia thì cũng có máy giặt thảm len. Tất cả nhà hàng của mình thì đều là lót thảm len 100%. Và ở ngoài lề đường á, ở ngoài xung quanh lề đường, bốn mặt xung quanh nhà hàng mình đều lót bằng cỏ trên lề đường hết. Sau khi lót gạch rồi thì mình toàn bộ mình lót cỏ ở lề đường luôn. Cũng rất là dễ chịu. Cho nên là người dân ở đây cũng như lãnh đạo địa phương họ cũng rất là ủng hộ việc đó. Tuy nhiên á, mình làm ra lề đường thì mình cũng phải thường xuyên làm mình vệ sinh nhé. Thường xuyên vệ sinh thì sạch đẹp thì người ta mới mới chấp nhận được.
Đấy, từ ngoài lề đường là mình đã lót lót thảm cỏ nè, lót thảm cỏ toàn bộ lề đường nha anh em, toàn bộ lề đường xung quanh nhà hàng luôn. Đấy, thì bước vào trong là thảm len và lên vườn là thảm cỏ. Chào Phong đó nha, chào sĩ Trần. Trên khô dưới ấm rễ nhiều nên cây đi ngọn là điều tất nhiên. Đủ thứ trên đời. Chào Kiên Hà nha, em chào anh Hà Phạm nha. À, chia sẻ lên tin cá nhân, em là chưa biết làm điều này ta. Nói chung về cái công nghệ Facebook thì nói chung em cũng không có rành nhá anh Nguyễn Hà, anh Phạm Hà ơi. Trên khô dưới ẩm rễ nhiều, lên cây tươi tốt là điều tất nhiên, đúng rồi. Đây, cây thuận nguyệt đồ gỗ đây. Thuận nguyệt đồ gỗ đây. Trên khô dưới ẩm mà rễ nhiều nên cây phi mạnh là điều tất nhiên. Đang xịt phòng bệnh nhá. Nói chung mùa này nó nguy hiểm lắm anh em ạ. Cực kỳ nguy hiểm luôn. Cho nên là mình cũng phải là tưới thì phải cân nhắc. Đấy, trên khô này, dưới phải ẩm. Mà rễ nhiều, rễ đang ra lớp thứ hai này, Thuận Nguyệt này. Đó, đang ra lớp rễ thứ hai rồi đó. Đâu ta? Đây này. Lớp rễ thứ hai nó đang ra. Cây của vườn mình thì chắc thần cây thần kỳ thương cho nên là cái bộ rễ nó cũng đẹp, mình rất là ưng ý. Tuy nhiên cũng có những cây nó còn yếu nha anh em. Đây này. Đây này. Lớp rễ thứ hai đang ra này. Thuận Nguyệt đổ thấy chưa? Lớp rễ thứ nhất rồi giờ đang ra lớp rễ thứ hai cho nên mình đang phải che rêu ấy. Chú tầm đẳng cấp đấy. Em cảm ơn anh Cường Khuê đồ gỗ đã động viên em nhé. Em thì chỉ bình thường thôi. Cảm ơn bác Nguyễn Huy. Chào Mạnh Đô nhé. Em chào và cảm ơn anh Huy Lê. Mọi người chia sẻ cho Tùng cho đông anh em vào xem được không? Tùng đang đọc mấy comment. Anh Phạm Hà nói chia sẻ lên tin. Lắm lúc mình cũng thấy cái tin mà mình chưa bao giờ chia sẻ lên tin. Tức là công nghệ về Facebook á. Công nghệ Facebook là Tùng cũng không rành lắm nha anh em. Chẳng qua là cái tương tác của mình trên Facebook nó tốt thì mình cứ thế mình livestream mình đăng bài thôi. Chứ mình cũng không có công nghệ về Facebook và Tùng cũng chưa bao giờ lập TikTok luôn. Bây giờ mà bán hàng trên TikTok có lẽ là ngon đấy anh em nhỉ. Em chào anh Nguyễn Thanh Yên nha. Chào bác Nguyễn Ba Nam. Ở trong này mặc dù trời không nắng nha, trời không nắng nhưng nhiệt độ là 30 độ C. Chào Hoàng Trần Minh. Vườn bác ở đâu? À, vườn em ở số 99 đường số 9 trung tâm hành chính thành phố Dĩ An. Nó nằm trên tầng 3 của trung tâm hội nghị từ cưới Thanh Tùng của em nha bác nha. Bác bấm số 99 đường số 9 trung tâm hành chính thành phố Dĩ An tỉnh Bình Dương. Đó là cơ nghiệp của em. Và vườn lan thì nằm ở tầng 3 của trung tâm hội nghị từ cưới Thanh Tùng. Trung tâm hội nghị từ cưới Thanh Tùng thì thương hiệu Thanh Tùng đã có cách đây 20 năm và thương hiệu nhà hàng từ cưới Thanh Tùng cách đây là 15 năm. Trước đây thì 8 cái nhà hàng thì em phải đi thuê. Cái thứ 9 này thì em mua đất năm 2016. Coi riết giờ fan cứng luôn. Ok tí xà beng nha. Mình đã chia sẻ like lên tin của mình rồi. Ok anh Phạm Hà, em cảm ơn anh rất nhiều. Chào nhà đầu tư Thông Thái Tuấn Đoan nhé. Trước đây thì Tùng toàn đi thuê làm thôi cả nhà. Nhưng mà sau này thì năm 2016 thì Tùng gom được một ít. Thì bắt đầu Tùng mới mua cái đất này 3279m của chú Dũng Lò Vôi, ngay ở đường số 9 trung tâm hành chính thành phố Di An. Và sau đó thì mình đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị làm tới giờ luôn. Và nhà hàng mình thì một buổi trưa, ví dụ trưa nay chẳng hạn, thì maximum là tiếp được 3.000 khách. Cảm ơn bác Lê Ân nha. Chào em trai Trung Sony, chào Minh Minh Mẫn. Hello đời là thế nha. Đấy, thì còn cái vườn lan này thì nằm ở trên tầng 3 của trung tâm hội nghị từ cái Thanh Tùng nha. Anh em cả nước, không những là những anh em yêu lan mà những anh em chưa chơi lan mà biết Tùng thì Tùng cũng trân trọng, kính mời toàn thể anh em có dịp thì sẽ ghé mình chơi nhé. Sẽ ghé mình chơi. Số 99 đường số 9 trung tâm hành chính thành phố Di An. Và vườn lan thì ở trên trên mái nhé. Tạm gọi là tầng 3. Chào bác Diệp Trần nhé. G63 nhanh ấy mà. Ok anh, G63 nói chung là G63 thì phải lại có nhiều tác phẩm anh ạ. Phải có nhiều tác phẩm.
lần đầu tiên trong lịch sử, không? Hoa Lan Việt Nam sẽ đưa những cái chậu tác phẩm, sẽ đưa những cái chậu tác phẩm phi điệp đột biến bán đại trà để cho người tiêu dùng, người ta dùng như những sản phẩm tiêu dùng khác. Thì nói chung mình cứ làm thôi. Đương nhiên là mình kỳ vọng mình bán một chậu này được bao nhiêu tiền mình nhân lên. Đó, nhưng mà trước khi mà mình kỳ vọng thì mình kỳ vọng có G63 thì mình cứ làm trước đã. Làm trước đã, còn làm ăn thì ai chẳng muốn thắng, nhưng mà nó có thể hòa, nó có thể thua, thậm chí nó có thể thua đau. Nhưng mà mình làm á thì có thể thắng, có thể hòa, có thể thua. Nhưng mà mình không làm á thì chắc chắn một điều là không bao giờ được, không bao giờ có. Đúng anh em? Đấy. Ok Hoàng Trần Minh nha. Có nhà anh Lý Đức An ơi, qua uống trà anh ơi. Mọi người chia sẻ mạnh lên, sao sớm mà yếu thế nhỉ? Mọi người chia sẻ mạnh nha, quên rồi Tùng chưa chia sẻ cho các nhân. Mọi người chia sẻ mạnh nha. Chào anh Nguyễn Quốc Mầm. Để Tùng chia sẻ lên trang cá nhân cái cho nó xôm nha. Cả nhà chia sẻ lên cái trang hội nhóm này cho Tùng với. Chia sẻ ngay. Chào anh Phạm Văn Bông. Mình đang chia sẻ lên trang cá nhân cái nha cả nhà. Chào Phong Lê nha. Trưa nay này sẽ giao dịch bộ tứ trụ nha anh em. Cờ đỏ, Pleiku, Kinh Bắc và Long Khánh nha. Có làm thì mới có ăn. Ok Tuấn Đoan nha. Có làm thì mới có ăn. Nói chung là muốn mà gì đây. Chờ mình xíu, mình xem Osaki cho ta. Bác người Quảng Xương Thanh Hóa à? Em Đông Cống anh ơi. Tóc bạc lắm rồi Trung Sunny ơi. Tóc bạc lắm rồi nha. Mọi người chia sẻ cho Tùng đi để vào việc nào. Chia sẻ cho Tùng đi. Đấy, anh em đang tranh thủ lên đây. Thế này chúc cắt cây này nha tí. Cắt cây này ươm thôi anh em ạ. Cắt cây này ươm thôi. Cây này rút ngọn một cái mà nó lại ra được cái kia. Cho nên là mình phải cắt ươm thôi. Cắt ươm thôi. Mình chút đọt này. Giờ nó già đây cứng ngắc rồi. Cứng ngắc lắm luôn rồi. Chúc cắt ươm luôn. Ở trong miền Nam thì thuận lợi á, thì cắt ươm được quanh năm luôn. Úi giời, gió mạnh quá. Giờ này gió rất là mạnh nha anh em. Gió rất là mạnh luôn. Muốn giàu thì phải đầu tư. Có bột mới gột nên hồ. Ok, thuận quyền đầu gó nha. Ok, Chí Thần Bỉm Sơn à. Ok, anh có ông chú ruột ở Bỉm Sơn nha. Chào em trai Vinh Quang. Hôm qua thì tới phòng bệnh nha anh em. Chào Bờ Zoom. Cảm ơn Bờ Zoom rất nhiều. Cảm ơn anh em. Hiện nay gió đang rất là mạnh nha anh em. Gió khá là mạnh. Gió khá là mạnh luôn. Mà cây lan rất là thích gió nha. Rất là thích gió. Chào bác Nguyễn Năng nha. Ôi gió mạnh đấy. Gió mạnh quạt quay tít đây. Gió rất mạnh. Úi giời, gió. Chào Hùng Nguyễn Nguyên nhé. Mọi người chia sẻ cho Tùng mạnh lên. Để Tùng cho cả nhà cùng ngắm cây. Thế này, tưới lá rồi đi. Tưới lá rồi này. Úi giời, gió mạnh đấy. Gió mạnh cho nên mình phải buộc cái này vào đây này. Để cho nó không bị gãy thân, gãy lá nha anh em. Gió mạnh lắm luôn. Chào Ngọ Toán nhé. Chào em trai Trung Coi. Em trai Trung Coi là một trong những nhà đầu tư lớn ở vườn mình, nằm trong hệ sinh thái của Thanh Tùng nhé. Cảm ơn em đã luôn tin tưởng và ủng hộ. Em cũng như Tuân Đoan, cũng như
một số anh em khác là trong một trong những nhà đầu tư thông thái, một trong những người ủng hộ anh rất là nhiều. Không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn thôi. Còn đương nhiên là để có cái bán được cho anh em thì mình cũng phải đầu tư, đúng không anh em? Mình phải đầu tư giờ mới có đong đưa, ok, giờ mới có cái để bán. Đấy. Xong kiếm hợp bích, nó đi mạnh quá trời ơi. Mấy hôm nay trời nó cứ như thế này cả nhà, kiểu là trời nó mát đó, mà mưa nó tạt vào rồi bắt đầu là nói chung cũng do môi trường, chứ tôi cũng không bỏ phân gốc, nhưng mà nó phi mạnh. Đang đau đầu với cây cờ đỏ này, nó phi mạnh mà nó bắt đầu nó đứt cổ lá đây, đứt nguyên cây này luôn, hai thân đều bị đứt cổ lá, nó đi nó xấu mất. Bên này đứt hai lá, bên này đứt một lá. Chào bác Trần Thịnh nha. Chào em trai Phạm Hưng. Cảm ơn em rất nhiều. Chào Phạm Hưng ngắm cờ đỏ này. Phất cờ. Cờ tới tay thì phải phất thôi. Chào bác Huệ Võ nha, Huy Võ nha. Cảm ơn Đào Công Tấn. Đại cát. À, cây này cứ đời là thế này. Đời là thế. Lớn gấp đôi cây mẹ này, hơn gấp đôi này. Phê pha Hùng Nguyễn Nguyên, Phê Văn Tê, ai mua trước thì được trước. Hùng Nguyễn Nguyên này này, mua trước đời là thế này, nhưng đời là thế thì đương nhiên là nhỏ hơn một tí. Đấy, ai mua trước thì được trước nha. Phê quá, phê luôn. Chào bác Ngọc Ruby nha, chào Hoàng Thiện, Long Khánh Thần Lá. Đẹp thật anh, đúng rồi em. Được hay không là do thị trường quyết định. Mua cây của bác đẹp là một niềm tin thắng lợi ban đầu. Ok Tuân Đoan nhé. Cảm ơn Tuân Đoan rất nhiều. Nói chung là làm ăn thì ai cũng muốn thành công hết. Ai cũng muốn thành công, đúng không anh em? Làm ăn thì ai cũng muốn thành công. Nhưng mà nhiều khi có thể là rất thành công. Còn thành công như thế nào thì còn do thị trường. Đây Phạm Hưng ơi. Phạm Hưng lúc chốt là bằng hạt gạo, đúng không? Mà bây giờ được như này là trước mắt là đã thành công rồi đó. Đúng không Phạm Hưng? Phạm Hưng thấy không? Nè. Lúc chốt là bằng hạt gạo. Mà bây giờ nó được như này là trước mắt là thành công. Trước mắt là thành công. Còn thành công như thế nào chỉ có Chúa mới biết được thôi. Đúng không anh em? Quá phê. Trước mắt là như thế này đó. Chào Hoàng Bảo nhé. Chào anh tỷ phú đô la. Anh làm gì có tỷ phú đô la em? Anh mà tỷ phú đô la rồi thì anh bỏ 100 triệu anh mua lan hết cái Việt Nam này luôn. Nói chung là Tùng vẫn tham vọng, Tùng vẫn âm mưu anh em ạ. Thề luôn á. Vẫn tham vọng, vẫn âm mưu vẫn cứ thích đi mua thôi. Đương nhiên việc mình đi mua xong về mình phải bán, đúng không anh em? Anh trồng bằng vỏ thông Ochita nha Nguyễn Công Toàn ơi. Cây này là để anh em mình ngắm hoa nha anh shop. Ok. Nuôi bao giờ nuôi được mấy mét là ngắm hoa nhá. Chào Nguyễn Luân. Hết sức bình tĩnh. Nói chung là phê lắm anh em ạ. Đương nhiên cây á, thì nói chung là anh em này này. Một số anh em gửi cây vườn mình, đúng không? Có những cây nó đẹp, có những cây rất đẹp, nhưng có những cây chưa được đẹp. Thì đương nhiên chưa được đẹp thì anh em là sẽ phải không vui rồi. Đấy. Còn đương nhiên một số anh em ví dụ mua cây mà ít ít tiền,
ít tiền hơn những cây khác thì đương nhiên nó sẽ không đẹp bằng những cây khác. Nói chung là tiền nào phải đó, đúng không anh em? Tiền nào phải đó. Cây này hôm rồi bị nhện đỏ này anh em. Bị nhện đỏ bắt đầu xử lý được rồi. Xử lý đây, đang như này nó không bệnh. Đùng một cái mình đi mua cây của người ta về vườn, bắt đầu nó bị lây một phát. Nó bị lây một phát nó dính vào đây. Trị một phát chứ là nó khỏi. Trị phát này nó khỏi này. Đó. Lúc cái đoạn này nó bị này. Đó. Hôm trước mình đi mua cây Long Khánh về đó, xong bị lây luôn đấy anh em. Bị lây luôn, bị mấy cây luôn. Bị mấy cây. Thì bắt đầu mình sẽ phải xử lý thôi. Phải xử lý. Em chào anh trai Nguyễn Huy Tuyến. Ngày mới tốt lành anh ơi. Chào anh Hùng Phan. Kinh Bắc này anh Nguyễn Huy Tuyến ơi. Chào Bao Thanh Hoàng nha. Chào và cảm ơn bác Duy Cơ Khí nha. Tuyến ơi, trị nhện đó là thuốc gì á? Hả? Trị nhện đó bằng thuốc gì? À. Trị nhện đó bằng Sevin với lại Regen nhá. Tại vì nhiều khi ghi ở trong cái bộ phân thuốc Tùng đâu có nhớ đâu. Mà hỏi anh em. Chào Phan Thắng. Chí Trần có cây Bảo Duy nào với bé? Em chào anh Lê Văn Thoán nha. Đấy, Bảo Duy ra rễ khỏe cái là em gửi cho anh Thoán ơi. Tại vì một số anh em là cứ muốn là Tùng gửi cây, nhưng mà nhiều khi gửi cái rễ đang còn yếu, cho nên mình bảo để chăm khỏe khỏe em tí rồi gửi cho nó an toàn. Chứ còn như anh em khác là bán xong là muốn gửi ngay, đúng không anh em? Xin lỗi anh em nhé, bây giờ Tùng ví dụ Tùng đi mua đi. Tùng đi mua xong bắt đầu về Tùng bán cho anh em. Thì cái chuyện đó là quá bình thường luôn. Mua xong về bán gửi luôn. Thì cái đó là bình thường, có cái gì mà liên quan đến thị trường, có gì liên quan đến cái chuyện mà gì ta? Anh em hay gọi là gì? Cố tâm. Anh em hay gọi là cố tâm với lại nhiệt huyết. Đúng không? Đánh giá cái tâm là ở đâu? Tùng không nghĩ rằng anh em đánh giá mình là người cố tâm. Mình đang làm vì mình thôi. Mình đang làm vì cái vườn lan, vì cái thu nhập của mình. Đó. Tuy nhiên trong đó không thể nào không có được cái vì, chuyện là vì thị trường. Xin lỗi anh em nhé. Một số cái ông đi buôn về ông bán này, ông bán rẻ. Tôi là người sản xuất, tôi cũng bán bằng ông này. Một trong một đốt nhạc. Nhưng mà nhiều khi người ta người ta vì cái lợi ích cá nhân quá, rồi xong bắt đầu làm nó khác đi. Cho nên mình cũng phải tính cho cái việc là cái nguồn thu với doanh thu của mình. Ok anh Phạm Văn Bông nha. Thuốc Regen thêm một chút nước rửa chén, dầu alpha nước ấm. Ok Tuân Đoan. Chào Ruby anh thơ nha. Có Bảo Duy nào giao lưu không? Bảo Duy giao lưu nếu mà kỳ đẹp đấy nhá. Kỳ đẹp đẹp đây này. Kỳ Bảo Duy đẹp đẹp đấy nhá. Đây, như hôm rồi là Tuân Đoan chốt một cái kỳ rồi. Chốt một kỳ trên thân lúc đấy là khoảng độ hơn 1 cm. Mới cách đây một tuần chứ mấy? Hơn tuần. Khoảng 10 ngày gì đấy. Bây giờ nó là 6 cm hơn rồi, 7 cm luôn rồi. Quá đẹp. Kỳ trên thân thì nó phê. Rồi hôm rồi là gì đây này. Ông này là ông Vũ Nguyễn này. Cũng chốt một cái kỳ Bảo Duy trên thân. Nó đâu đó khoảng hơn 1 cm. Giờ nó phê ra man luôn. Rồi ông nào đây? Bằng Lý chốt một cái kỳ cũng trên thân luôn. 1 cm bây giờ nó ra thế này. Phê lắm luôn. Ông gì đây? Ông Bluetooth Blue. Cũng chốt một cái kỳ ở trên thân. Quá phê luôn.
Khi chân thân hôm đó là nhỏ xíu luôn, hơn 1 cm mọi người còn nhớ không? Mới hơn chục ngày chứ mấy. Trời ơi, nó phê giá mấy anh. Mình còn con cây nào nữa ta? Cây này thì hôm qua chốt cho Trung coi rồi. Cây trên thân chốt cho Trung coi rồi. Còn một cái nào mà hôm qua hôm kia chốt cái nào, còn cái nào nữa ta? Nhiều lúc không thấy luôn nhá. Nhiều lúc không thấy luôn nhá. Còn cái nào không ta? Còn cái nào ở Bảo Duy ế nào không ta? Còn cái Bảo Duy ế nào không ta? Tiến xem có còn cái Bảo Duy ế nào không? Nè. Đấy, lên hoa đầu ngọn này là hết luôn, chắc phải bẻ luôn. Có cái nào đó. Chia sẻ đầu like cho anh em lấy hên lấy thảo. Mầm gốc này. Mầm gốc Bảo Duy. Cảm ơn Phan Thắng nha. Đấy. Lý do mà vườn sạch đấy anh em. Lý do vườn sạch đấy. Cây này cũng bán rồi luôn. Vi sinh Nguyễn. Có cây chân thân Bảo Duy nào mới hôm qua thấy nha. Lâu lâu mới có một cái thôi. Để chia sẻ cho anh em lấy thơm với thả thôi. Chứ nó không có nhiều. Thôi không thấy thì thôi, tìm cái khác. Bảo Duy bây giờ nó cũng đã hiếm rồi nha em. Anh em mua về ủ mưu hết rồi. Mọi người mà ủ mưu được thì mình cũng ủ mưu thôi. Đúng rồi Phạm Hưng ơi. Thiên thần Pleiku á là mắt nó mờ mờ, nhưng mà đôi cánh của nó thì hết nước chấm. Chào trai Kinh Bắc nha. Cảm ơn Nguyễn Quốc Mầm. Cho em thuê cây mẹ đó để cây con khi nào được 1 mét xuống chậu nha bác. Tùy theo nhá. Tùy theo. Có những cây mà nó dài ngoằng, nó chưa có rễ thì đâu có cắt được. Khi trên thân nó tự ra nha Trung Sony ơi. Nó tự ra luôn cho nên nó khỏe lắm luôn. Em chào anh Cao Minh Hoàng Đức nha. Cảm ơn anh. Chào Nguyễn Ngọc Nhã Trần. Chào anh Lê Trọng Nhật nha. Hôm trước anh Lê Trọng Nhật có chốt em cây Ngọc Sơn Cước đúng không? Anh tin tin chưa? Mình đang đọc mấy cái comment cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ. À đây có cái này này. Đây. Đây là một tác phẩm nha Tuấn Đoan ơi. Anh em ơi. Tác phẩm này, ví dụ cây này mà là cây Kinh Bắc thì thế nào anh em nhỉ? Cây này mà là cây Kinh Bắc thì thế nào nhỉ? Có làm thì mới có ăn. Có làm thì mới có ăn. Kinh Bắc. Phê văn tê luôn. Nhìn cây này cũng phê. Quá là phê. Lại ối rồi. Em chào anh Kỳ anh Trần nha. Chia sẻ cho em nha anh ơi. Cảm ơn Hoàng Trần Minh. Chào anh Quang Trường. Đâu rồi mọi người, đâu rồi mọi người ơi. Ủa. Nãy giờ mình không để ý. Sao hôm nay ít người xem, có 139 người xem rồi trời. Mọi người chia sẻ cho Tùng đi. Mọi người chia sẻ cho Tùng đi để Tùng lên kèo ngay. Chia sẻ cho Tùng lên kèo. Mọi người có nghe Tùng nói rõ không, mọi người nghe Tùng nói không? Chào bác Mạnh Còn Đào nhé. Mua một cây 2,6 triệu để 14 tháng thành chậu lớn. Cây có xuống một nửa bán rẻ cũng được 15 triệu. Trời ơi nói luôn. Khẳng định luôn. Bây giờ Tuân Đoan hoặc anh em nào mạnh mẽ không? Tuân Đoan hoặc anh em nào mạnh mẽ để mua cây lớn. Đúng không?
Một cây lớn này mình sẽ làm kia được nè. Ví dụ như một cây này, úi giời, một rễ này mình đang che lại đấy. Này bó sao cây không phi. Hơn 70 cm kia năm nhất. Hơn 70 cm. Đây là chắc phải rút gọn thôi. Chắc phải rút gọn cho nó to béo này. Này làm kia sướng lắm, to này làm kia sướng. Lên kèo là lũ về. Lan đột biến này bác Hùng Nguyễn ơi. Dạ Bình Dương bên là cứ mưa, ông trời ông thích mưa nào ông mưa như ơi. Như gần sáng hôm nay là mưa, sáng sớm này thì không nắng, có gió anh ạ. Có vài anh em đang lên vườn để giặt thảm vệ sinh một tí, để tí đón khách về chốt bộ tứ trụ triều đình. Em chào anh Nhạc Ma Paris nhé, chào Vũ Quảng, chào Bình Nguyễn Hữu. Phải hát mới đông người vào lên kèo, chốt kèo, ok. Cây này bán rẻ 15 triệu hả? Cây này bán rẻ 15 triệu hả? Căng đấy. Cây này bán rẻ 15 triệu hả? Cái này đâu có bán rẻ 15 triệu được. Bán cây khác. Mình bán cây khác. Lên kèo là chốt kèo, chốt kèo. Cây này mà là cây kinh Bắc thì thế nào anh em? Căng lắm luôn. Cây này mà là cây kinh Bắc thì thế nào nhỉ? Ủa mình đi tới đoạn nào rồi ta? Ủa giờ mình không bán cây rồi ta? Giờ mình không bán cây hả? Thử đi bác hả? Căng đấy. Cây này mà bán 15 triệu sao được trời. Cây này bán 15 triệu sao được trời. Cây năm nhất bây giờ có thước đây không Tiến nhỉ? Có thước không? Thước thì đo xem nhiêu này. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 29 lá. 29 lá. Rẻ kinh khủng khiếp luôn. Hứa luôn là làm hoa cho anh em ngắm hả? Khỏi bán khuyên này, đo xem. Mình đoán là 70 cm. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, 79 cm. 79 cm anh em ơi, 79 cm. Trời ơi, xong mà tôi nay tôi kém thế nhỉ. Mình đoán là 70 cm nhá. Thả ra móng tay mình ơi. À đúng rồi đó. Xuống tí nữa rồi. Rồi, đây nhá. 79 cm là chưa tới chữ V luôn. 79 cm mới tới cổ thôi này. 79 cm, u là trời. Rồi, ok. Kỳ năm nhất 79 cm rồi. Kỳ năm nhất 79 cm. Chào bác Dương Kỷ. Chào anh Trương Nguyễn. 85. 79 anh Cam Minh Hoàng Đức ơi. 79 cm thôi. Làm hoa không cần phải đo bác. À làm hoa không cần phải đo. Đây mình đã thử thôi. Mình đã thử thôi. Bảo Duy này. 79 cm. Nếu mà chăm được cây ấy, thì nói gì nữa đúng không? Em cảm ơn anh Trương Nguyễn nha. Lên đi anh em ơi. Lên 188 rồi. Úi dồi ôi.
lên rồi. Cảm ơn anh em rất chi là nhiều. Đây này, cây này âm mưu làm hoa này, Tuấn Loan nè. Âm mưu làm hoa nè. Âm mưu làm hoa đây nè. Đó. Để cho nó dài dài tí, rút đọt đi bắt đầu làm hoa. Nên mình mới đang uốn cho nó đẹp đẹp đây này. Bộ tam đa làm hoa nhá. Làm hoa này nè. Úi giời, gió quá nhỉ. Gió quá rồi trời ơi. Chào bác Trần Thịnh nha. Xin chào, đâu rồi anh em, đâu rồi, tiếp tục chia sẻ cho Tùng đi, lên 186 rồi kìa, quá tuyệt vời luôn. Rồi, bây giờ đang đông đông anh em này nhá, đang đông đông anh em thế này, Tùng lên một cái gì đó cho thật là yêu cho anh em luôn. Thật là yêu. Chưa lên một Tuấn Đoàn là chốt rồi này. Cảm ơn tôm Chivat nhé. Mình rất là thích Chivat, cái mùi hương vị của Chivat nha anh em. Nếu mà nói là nghiện rượu thì mình chẳng nghiện, nhưng mà mình rất là thích luôn. Cu này. Bây giờ lên gì được ta? Bây giờ lên gì cho anh em xôm này? Lên gì cho anh em xôm nhá? Lên gì? Lên kèo là chốt kèo. Chốt kèo kỳ kinh bắc. Có một cái mầm gốc. Cây này. Xem. 2 4. Cây này hơn 60 cm này. Cây này là rút ngọn sắn này. Thích thì làm hoa, thích làm kỳ này. Hơn 60 cm. Hơn 60 cm. Chị ơi, tắt máy đi, tắt máy đi. Lên kèo này. Lấy thước đây. Cây này rút ngọn sắn rồi nha. Rút ngọn sắn rồi. Thân to đây. Cái đoạn giữa này thì không to, nhưng mà đoạn đầu này to. Đoạn này thì lại to. Cái đoạn này chắc là đoạn thay chậu. Bao nhiêu lá? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 lá nha. Từ lá gốc tới lá ngọn là 25 lá. Cây này khoảng 60 cm. Cẩn thận nó vô mầm gốc. Cho lên cái kèo này coi. 60 cm. Đúng rồi. Đúng 60 cm luôn. 60 cm nhá. Này 60 cm rồi. 60 cm. Thích là làm hoa này. Nhưng mà làm hoa vẫn có mầm đi này, thấy không? Cây này do cái mắt ươm á, cái mắt ươm thì nó bị hỏng cho nên mình lắc cái mắt ươm ra. Đấy. Tổng 25 lá, từ lá gốc lá ngọn 25 lá, đang có mầm gốc đẹp. Đang mầm gốc đẹp. 60 cm. Đây. Đó. Lên cái kèo này cho anh em. Chào 191 anh em nhé. Mình đang nhìn đọc comment. Rồi, bây giờ mình sẽ lên một cái kèo này cho anh em. Cho Tuấn Đoan. Nếu Tuấn Đoan thích làm hoa thì là đã có cái để làm hoa ngay. Nếu thích làm kỳ thì cũng đã là cắt ra ươm luôn. Được chưa? Lên cái kèo này. Và đương nhiên cắt xong thì vẫn còn có bộ gốc ở đây. Đang lên mầm. Được chưa? Cắt thì mình chừa lại xem nào. 2, 4, 6. Cắt thì mình chừa lại khoảng 6 lá này. Cắt mình chừa lại bấy nhiêu đây? Đó. Mình lên cái kèo này cho Tuấn Đoan và anh em thích làm hoa ngắm hoặc thích cắt ươm liền. Cắt ươm liền được luôn nha, cắt ươm liền được luôn nha. Hoặc làm hoa liền được luôn, không phải chờ đợi. Không phải chờ rút đọt như cây kia. Tùng chia sẻ cho anh em với giá là 18 triệu toàn tá. 18 triệu toàn tá. Đây. 18 triệu toàn tám nha. 18 triệu toàn tám. Một là cắt ươm luôn, hai là làm hoa liền.
và mầm gốc nó vẫn cứ ra từ giờ cho đến lúc ra hoa 2 tháng đi, 2 tháng thì cái mầm này nó khoảng độ 2 tháng thì vài chục sen là ít. Đấy, đây 18 triệu toàn 8 nha, 202 anh em, 18 triệu toàn 8, 60 sen, nãy đồ 61 sen tính 60 sen, 18 triệu toàn 8 nha Tuân Đoan. Khói phải chờ đợi gì cho lâu. Chốt cây kia Bắc Thít số đẹp 16 toàn 6. Á chà chà. Cây kia còn chưa có mầm. Bảo Duy nha. Cây kia là 79 sen, cây này là 61 sen. Cây này là to mập, thích là làm hoa liền, làm kia ngay. Đấy, cây này mới nhanh Tuân Đoan này. Cái cây kia thì sẽ không nhanh bằng cây này. Nó dài hơn một chút đâu nhầm gì. Đây, cái cây này này, đến lúc mình cắt mà nó ra được kỳ, cắt ươm những cái kỳ con ở đây rồi thì cái cây này nó không khéo là dài gần bằng kỳ mẹ. Đúng không? Còn thích làm hoa thì làm được ngay. Đúng chưa? Đó, Bắc Trần Hòa nó, Hòa Trần nó cây này ngon hơn mà. Lấy cây này, anh mầm gốc đang phi nhanh. Rồi Tuân Đoan mà lấy cây này thì để Tuân Đoan thay vì 18 toàn 8 thì bây giờ Tuân Đoan mà chốt thì đương nhiên là Tuân Đoan phải ưu ái rồi. Là 16 toàn 6 cây này. Nếu cho đến lúc hoa ra này hoặc là kỳ từng khúc này nó ra kỳ á thì cái mầm này không khéo dài gần bằng thân mẹ. Thích cây kia hơn hả? Á chà. Tuân Đoan là thích cây kia hơn à. Cây có mầm gốc ngon hơn, ai cũng nói cây mầm gốc ngon hơn mà Tuân Đoan là thích cây kia. À, thích cây kia, thích cây này hả? Tuân Đoan thích cây này này. Ý cây này á, đang muốn để nuôi cho nó lên 2 mét. Để nuôi kỳ năm nhất cho lên 2 mét. Cái cây kia thì nhanh lấy vốn hơn là chắc chắn rồi. Cây này Tùng đang muốn để nuôi 2 mét. Cây này thì nếu có rút đọt đi đúng không thì phải chờ nó béo mới làm được. Đó, chờ nó béo, bây giờ cây này chưa ra mầm gốc. Cái này là mình bán, là bán theo kiểu là mình thật tâm. Chứ còn ví dụ như mà hơn nhau là 10 mấy sen đúng không? Hơn nhau 10 mấy sen, nhưng mà 10 mấy sen đó nhá. Coi chừng cái cây kia mầm gốc ra thì nó lại dài hơn này luôn. Ý của Tùng cây là để lại cây này để làm cái cây kia năm nhất dài 2 mét hơn 2 mét. Anh em hiểu với mình không? Với là cây này mà giá chốt rút ngọn luôn. Anh em để bác làm hoa ngắm. Á chà, khổ lắm thưa ông Tuân Đoan ơi. Bây giờ chốt mầm rút ngọn thì phải là 2 tháng sau, hơn 2 tháng sau. À, Tuân Đoan kết bộ rễ hả? Chốt mà rút ngọn hơn là cái cây này nó uổng lắm luôn. Thề luôn. Mình đang muốn để cái cây này nè. Mình đang muốn để cây này á, để mình nuôi cái cây này là 2 mét. Tí này. Ấy cái cây này cứ đọt vô đây nó gãy, có đọt. Nhanh. Em nhắc cái này lùi ra đi. Nhắc lùi ra. Đó. Mày cầm đấy mày nhắc lùi ra kia. Lùi nữa. Rồi. Ok, là không đụng đây thôi, tí nữa làm lại. Anh chốt cho anh ý là sao bác Mạnh Toàn Đào nha, mà lỡ em thích rồi đó. Anh em thấy bảo gì hot không? Nhưng mà ý là chốt mà ông rút đoạn đi, tôi đang muốn để cái cây đó là 2 2 2 rồi xong mất cơ hội. Có người đã tự tinh 16 toàn 6. Tuân Đoan đã mất cơ hội. Đấy. Tuân Đoan đã mất cơ hội. Em chốt chậu 60 sen, anh cắt ươm giùm em. Xong.
anh đã nhận được tiền, chốt để nuôi thì ok, rút đoạt ổn lắm, đúng rồi Hòa Trần ơi. Tuân Đoan hiểu ý mình không? Với Tuân Đoan thì Tuân Đoan thích cây nào thì mình để cây đó thôi, nó không thành vấn đề. Tuân Đoan là luôn 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 yêu ái, luôn luôn ưu tiên nhá. Đấy thì còn chốt để cho nó dài ra, nuôi nó dài từ nay tới gần cuối năm luôn, thì cái cây đó nó là 2 mét hơn. Để Tùng nuôi một cái cây đẳng cấp là gì, kỳ năm nhất dài hơn 2 mét giống như năm rồi đấy. Thế còn nếu mà nói làm kinh tế thì đương nhiên là cái cây này nó phải hơn rồi chứ. Cái cây 60 cm này này, cây 60 cm này á, làm hoa được ngay và bây giờ đã chốt kèo xong, đã nhận được tiền xong, thì bây giờ mình sẽ cắt ươm nhá. Mình sẽ cắt ươm và để lại, mình cắt tới đây này, mình cắt tới đây nhá. Đó, cái mầm này thì vài ba tháng sau nó dài bằng thân mẹ thôi. Trời mưa bão lai đúng bài tin tin. Ok, quá tuyệt vời. Chào và cảm ơn gần 200 anh em. Rồi, ghi tem. Đã chốt xong cái cây bỏ duy rồi nha anh em nhá. Đã nhận được tiền. Chúc mừng người em. Chúc mừng người em nhé. Lại được ghi tem. Lại được ghi tem. Chúc mừng người em. Ai về anh để anh em chúc mừng. Bây giờ em đừng có cần biết là ai á. Em anh em comment là chúc mừng người chốt được cây. Đó. Xin chúc mừng hai họ đã giao dịch thành công đấy. Thấy chưa? Đó anh em là chúc mừng đã chốt kèo là được rồi. Đấy. Anh em thấy chưa? Đôi khi á cứ những gương mặt giấu tên, thấy không? Ôi giời ơi, chốt 16 tuần 6 xong rồi bác Nguyễn Xuân Hiến ơi. Còn cái cây này này, cái cây này này, đó, cây đang làm đó. Đó, phải nới móc. Nới hay là thay? Nới đi. Phải nới móc để chăm cái cây này này. Năm ngoái Tùng chăm một kỳ năm nhất 2m4 đấy anh em. Chúc mừng người chốt được cây, đúng rồi. Úi giời, gió quá. Úi trời ơi. Gió mạnh quá anh em ạ. Nhưng mà rất là hay nhá. Nhiều khi thần cây thương anh em. Tức là gió đi từ cái đuôi của cái cây, từ cái gốc của cây. Cái đọt của mình như này á thì nó đỡ nhá. Nếu mà gió ngược cái đọt á thì nó dễ bị hỏng luôn. Đấy, anh em thấy máu chưa? Quá ư là tuyệt vời. Tiếp tục lên một cái kèo. Lên một cái kèo. Múc luôn. Ok, chung coi nhá. Chúc mừng người chốt được cây bỏ duy đẹp mầm gốc phê. Đó, hầu như anh em nào cũng nói là cái cây đó đẹp và phê. Mà Tùng khẳng định ở đây, Tùng nhìn trực tiếp, là nếu như nói làm kinh tế thì nó nhanh hơn cái cây này. Đấy. Cây này dài hơn 19 cm, nhưng mà chưa có mầm gốc. Và mục đích cây này á là để chăm bao giờ được 2 mét, hơn 2 mét. À, còn cây trong vườn thì có nhiều mà. Tuân Đoan thích cây nào đo 79 cm múc cho Tuân Đoan. Bây giờ đâu cây nào 79 cm đâu trời. Nào đâu ra trời. Bảo Duy bây giờ nó còn ít nữa đi. Ok Huy Thanh nhá, chào anh Khánh Nguyễn. Quá ư là tuyệt vời. Úi giời, cây Nguyễn Tiến Dũng cứ nó đi nó lại chốt cái kỳ trên thân là sướng nhất thôi. Em gọi anh hả? Ừ, tưới lá đi. Á chà chà. Nhấc xuống rồi. Nhấc xuống nó nhìn cho dễ. Tại anh Tuân Đoan thích đi đò, không thích đi tàu siêu tốc.
cây này cho con xem. 2 4 6. Cây này 60 cm này. Cây bỏ duy này 60 cm này. Mầm gốc. Máy này được cắt ươm hết rồi này. Này kỳ 53 nhá. Kỳ 53 cắt ươm hết rồi. Bảo Duy máy đỉnh nha anh nha, anh Kỳ, anh Trần ơi. Bảo Duy máy đỉnh, máy đỉnh, máy đỉnh. Cây Bảo Duy này này. Cây Bảo Duy là kỳ 53. Cây Bảo Duy là kỳ 53 này. Khoảng 60 hơn 60 cm. 60 hơn 60 cm. Đó, anh em thích không? Tuần đoàn thích chưa? Kỳ 53. 60 hơn 60 cm. Để cho anh em ngắm và làm hoa cho đẹp Bắc Tùng. Chào anh Thành Minh Thành nhá. Bây giờ đấy, Tuấn Đoan thích cái cây nào để làm hoa? Làm hoa ngắm hả? Như làm hoa ngắm thì mình nó lại ra kỳ làm sao? Mình chăm cái hệ phân thuốc này nó lại ra kỳ làm sao được trời? Đây này. Cây này kỳ 53 nhá. Cây nái mùa đầu tiên. Kỳ 53. Có mỗi một cái mầm duy nhất thôi. Xịt cái phòng bệnh đây nha. Nó cứ bạc bạc cái lá. Xịt cái phòng bệnh đấy. Kỳ 53 này anh em. Tuấn Đoan thì thích để cho Tuấn Đoan cái này. Kỳ 53 này giờ nó chỉ được phi thôi này. Hơn 60 cm. Hơn 60 cm. Kỳ này Tuấn Đoan thích hôm nay luôn là 16 tuần 6 này. Cho nó sướng này. Thử xem có mất không nào. 16 tuần 6 này. 16 tuần 6 này. Hơn 60 cm. 2, 4, 6. Phải chắc gần 70 cm này. Mà tốt nhất là lấy thước đây. Mình nghĩ là hơn 60 cm. 20 này. 40 này, 60, hơn 60 cm. Hơn 60 cm cái này. Hơn 60 cm giao lưu. Úi giời, bộ rễ này. Bộ rễ này. Kỳ 53. Rễ khiếp hồn luôn. Em chung tình với em kia nhé. Ok. Đó đi, có biết đâu không? Hả? Ừ, đó. Đúng rồi. 60 cm. 60 cm. Rồi, đoán không sai, 60 cm. Ok. Cho qua. Xin chào 166 anh em nha. Chào bác Khoa Sâm. Xin chào. Xin chào. Lên kèo là chốt kèo thì anh có lúa. Giờ lên cái kèo gì nữa nhỉ? Bảo Duy đang hot thì ta lại lên Bảo Duy. Lên Duy. Đây nè. Này mới là cái Bảo Duy này. Đang ra hai mầm gốc. Cây này thì nó bị thối đọt, cái mình cắt đọt. Mình cắt đọt bây giờ nó già lắm rồi. 2 2 4. Hơn 40 cm thân già. Thân già cái này cắt ươm được ngay. Cắt ươm được ngay nè. Thân già này già ngắc già ngơ luôn. Cắt ươm thì để lại 2 4 6 8 10. Cắt được 10 mắt nhá. Cắt được 10 mắt ươm. Còn lại bộ gốc chơi. Cây này giao lưu cho anh em là giao lưu 15 triệu nhá. Cắt được 10 mắt ươm liền. Cắt ngay và luôn sau khi chốt là đem ra làm cắt liền. Tại nó già lắm luôn rồi. Nó già cực già rồi. Tùng cắt ngọn lâu rồi. Nó bị thối đọt cái là tùng cắt lâu rồi này. Thối đọt cắt lâu rồi. Cắt được 10 mắt ươm. 2, 4, 5.
để 5 mắt lại cắt được 10 mắt ươm. Còn bộ gốc phê pha từ nay cuối năm. Từ nay cuối năm cái loại này thì chắc cũng phải chậu này phải ra được biết mấy 2 mét. Cắt bấy nhiêu đây ươm. Cắt liền luôn. Cắt ươm liền luôn. 15 tẹo. Giao lưu. Đâu rồi, anh em đâu hết rồi. À anh Nguyễn Yên ơi. Hôm rồi anh có tìm, anh bảo em tìm, đúng là em tìm không ra, lý do là cắt ươm rồi nhá. Em có chụp hình quay phim lại hết rồi nhá. Cắt ươm. Đâu cây nữa ta. Cắt ươm hết rồi. Nằm đâu đó. Cắt ươm xong không nhận ra cây. Lên kèo. Ok anh. Rồi kiểu gì kiểu là qua tuần là anh em cũng nhận được hết à? Bất kỳ anh em nào. Thay chậu. Thế phải thay chậu. Bất kỳ anh em nào luôn. Bất kỳ anh em nào nhá. Cũng sẽ nhận được cây của mình. Vào tuần, trong tuần đầu tiên của tháng. Chuẩn bị chào đi. Chào anh Phạm, năng hữu Phạm nhé. Bây giờ lên cái gì nhỉ? Mình lên một cái đôi mắt Pleiku này đi. Lên cho anh em một cái đôi mắt Pleiku này nhá. Còn một mắt này mắt thức luôn nhá. Nó thức luôn rồi nè. Bộ rễ cực kỳ khỏe nha anh em ơi. Bộ rễ rất khỏe luôn. Cây của em bé tí này khỏi ok em nhé. Đây là một cái đôi mắt Pleiku rất là đẹp luôn. Còn một mắt thức. Đây. Đôi mắt Pleiku cực kỳ đẹp này. Tùng giao lưu cho anh em với giá là 11,9 triệu nhé. 11,9 triệu cây này. Chào bác Văn Huynh Nguyễn nhé. 11,9 triệu nha anh em ơi. 11,9 triệu. Ok Nguyễn Thanh Nhiên nhá, cây nào cũng để riêng hết anh ạ. Bất kỳ cây nào để riêng hết anh ơi. Cây nào cũng để riêng hết nha. Mỗi cây một rổ, xong mỗi cây một cái cục bút nha. 11,9 triệu nha anh em ơi. Đôi mắt Pleiku. Đôi mắt Pleiku 11,9 triệu. Gió mạnh quá. Gió rất là mạnh luôn anh em ơi. Gió mạnh lắm. Anh em đâu hết rồi ta? Anh em đâu hết rồi, anh em đâu hết rồi. Anh em đâu hết rồi, anh em đâu hết rồi.
bắc phê pha luôn, canh bắc này là phê pha luôn. Đang xịt phòng bệnh nha anh em nè, cái canh bắc này anh em này, canh bắc này mình cắt xong, mình cắt xong bắt đầu là giờ nó lên mầm gốc luôn đây này. Sau khi thối bắt đầu mình cắt, mình cắt rồi nó bung mầm gốc luôn. Cho nên anh em hãy có niềm tin, có niềm tin là có chiến thắng đấy. Sau khi thối mình cắt đi một cái là nó ra rễ và nó ra mầm luôn. Cây này chắc cũng vậy luôn, cây này nó sẽ ra thôi. Xin chào xin chào, tôi ngồi lại nghỉ chân một tí, pha ly nước rồi tí này. Sáng sớm là uống cà phê trên vườn thôi. Ngoài bắc có vườn lan triệu thiện, lừa ghê có bác ạ. Giờ ai lừa thì lừa, mà ai tin thì chịu. Ai lừa thì lừa, ai tin thì chịu. Bây giờ mình nói ra, nhiều khi nói ra là đụng chạm này kia nọ mệt lắm. Anh em thừa biết những vườn nào lừa, bây giờ người ta thì cũng cứ lừa nhiều năm qua rồi. Anh em thì mua cũng đã mua phải hàng lừa rồi, bây giờ cứ vườn nhà nào. Bảo đầu tháng mà, tức là tuần đầu tiên của tháng phải là đầu tháng chứ. Không phải là anh eo hẹp là anh không chụp cho anh em. Nhưng mà nhiều lúc anh lên live này anh phải truyền lửa là chính. Tiếp lửa là chính, cho anh em xem cây là chính, bán hàng là chính. Thế tính Nguyễn hiểu ý anh không? Cho nên là lúc nào mà đồng bộ là mình chụp luôn một loạt luôn. Trong tuần đầu tiên của tháng. Có nghĩa là từ mùng 1 đến mùng 7. Nói vậy anh em hiểu, từ mùng 1 đến mùng 7, có người thì chụp mùng 1, có người chụp mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5, mùng 6, mùng 7. Miễn là từ mùng 1 đến mùng 7 sẽ có cây cho anh em để anh em ngắm nhá. Còn lên như này mà suốt ngày mình cứ đi chụp cây rồi dành thời gian chụp cây rồi quay cây, không còn thời gian livestream, không còn thời gian làm cây cho anh em luôn, không còn thời gian để mà chăm sóc cây. Và có thời gian chăm sóc cây để làm cây, cây anh em nào mà đến kỳ mà làm mầm, đến kỳ cắt ươm, đúng không? Nói chung là nhiều thứ lắm. Rồi ngoài ra bây giờ mùa này cả nước luôn là nó gặp bệnh thì mình còn phải trị bệnh các kiểu luôn anh em. Cho nên vấn đề chụp cây nó là chuyện nhỏ với anh em mình, nó không thành vấn đề đâu. Và tụi nó sắp xếp rõ ràng đâu đó nha. Chào Võ Khương Duy. Ok Hoàng Trần Minh. Thật sự là làm hoài không hết việc đấy anh em. Nay anh em đang tranh thủ là chuẩn bị xong đây tí nữa để cho sạch sẽ để Tùng tiếp khách nhé. Sau đây cái là anh em phải xuống làm tiệc rồi. Anh em xuống làm tiệc làm việc là có mình anh trên này. Đấy. Nói chung là trước khi mà khách tới nhà mình cũng phải nhà cửa phải gọn gàng, phải ngăn nắp tí. Đúng không anh em? Còn một số anh em ví dụ cây ở đây thì mình cứ cho anh em xem cây. Cứ cho anh em xem cây, ngắm cây thôi. Vườn lan Hương Hương nè.
Rồi bây giờ lên kèo cho anh em nhé. Bây giờ lên kèo anh em này. Chia sẻ mạnh là một cái nữa để Tùng lên kèo nhé. Chia sẻ mạnh là một cái để lên kèo nào. Ok Tuấn Đoan. Đã quay lại và vô cùng lợi hại. Nó có gì đâu mà lợi hại. Tiến hành quay lại và chiến đấu cùng anh em thôi. Mọi người đâu, mọi người đâu, mọi người chia sẻ cho Tùng đi. Mọi người chia sẻ cho đông anh em vào đi. Bắt cái con rẹp này, cái tiến này. Đem bao nhiêu để bắt con rẹp cái. Nhiều khi mình cứ quay chứ mình thấy được cái con này con kia. Chào bác Hai Đài Hoa Lan, chào em trai Thế Tùng nha. Đây này. Lâu lắm mới thấy con rẹp. Ừ. Khó lắm mới thấy được con rẹp. Kiểm tra lại này, thấy nó cắn thấy không? Tầm này vào việc hả? Ok vào việc luôn nhá. Ok vào việc luôn nè. Ok vào việc luôn nhá. Mới phun nước vôi à? Không em, anh phun phòng bệnh nhá. Chào bác, mua cây có cho gửi đến Tết không bác? Cho gửi nha bác Phong nhà Gia Bình ơi. Cho gửi từ nay đến Tết, bác mua em cho bác gửi từ nay tới Tết. Bác mua cây của em thì em cho bác gửi từ nay tới Tết. Nói chung một số anh em thì vẫn cứ là thích lấy cây của mình về để chăm sóc, để cảm nhận. Một số anh em không có vườn thì người ta vẫn muốn gửi ở đây. Rồi một số anh em có vườn nhưng mà vẫn muốn gửi 2 tháng, 4 tháng và 6 tháng. Tùy tính chất mức độ. Chứ còn vườn mình ở đây, đây quay cho cả nhà xem này. Vườn mình ở đây là không có lý do là vườn chật quá anh em cho địa chỉ để gửi về. Nhưng một số anh em đăng. Vườn mình ở đây đang chứa được hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn cây nữa anh em nhé. Vườn mình ở đây đang chứa được nhiều. Nhưng không phải vì thế mà mình chăm cây cho anh em suốt đời được. Đúng không anh em? Đó, mình còn cũng rất là nhiều việc. Mình còn cũng rất là nhiều việc để làm. Mọi người chia sẻ giúp Tùng đi. Mọi người chia sẻ giúp Tùng đi. Chia sẻ mạnh vào. Tùng đang chăm được hàng ngàn cho tới hàng chục ngàn cây. Đó, nhưng mà thông báo cho anh em biết thì khi mua cây á, một số anh em thì muốn gửi ngay, một số anh em muốn gửi vài tháng, 4 tháng, 6 tháng và tối đa thì Tùng chăm cây cho 6 tháng. Đấy, cho nên là anh em an tâm. Cứ cây khỏe về, thực sự đã về tưới nước nó cũng lớn mà. Đâu rồi anh em, đâu hết rồi? Lan công nghiệp thì nó là đã bản ngàn rồi nhá. Nhá anh Khang, nếu mà lan công nghiệp thì đây nó còn chỗ đâu mà để, nó đang ít thế này. Các bác thấy vườn tôi ít không nè? Vườn mình thì thoáng 4 bên luôn. Ở dưới là hàng dừa này anh em này. Đó, vườn dừa. Đây lan công, nếu mà là công nghiệp thì bây giờ có mà để nó bạt ngàn, cái này chỉ cấy tay thôi, lúc mà làm vườn thì mình đã chuẩn bị rồi, mỗi góc là đều có cái ổ điện này mình lắp ngược nha, mình lắp ngược để mà khi mưa nó vào thì không sao. Hàng cấy tay nhá anh Khang, để được hàng chục ngàn cây nữa mà giờ không có cây để, không có cây để.
Cho nên là chưa có lý do bảo là vườn chật lắm rồi gửi về cho anh em. Cứ đến hẹn là gửi về cho anh em. Cây của anh em, tài sản của anh em, anh em lấy về chăm. Đúng không anh em? Còn một số anh em mà chưa có vườn thì đương nhiên là sẽ có những cái thỏa thuận, có những cái anh em nói chuyện với nhau trước là sẽ gửi cây như nào, như nào, như nào. Em ơi, Sĩ ơi, làm coi chừng nhanh hết tháng mà. Chào bác Nguyễn Minh Khôi. Ok, bác Trần Thắng. Chia sẻ đi cả nhà, chia sẻ đi. Anh em đang giặt thảm để hôm nay đón khách về để chuẩn bị giao dịch bộ tứ trụ, bao gồm cờ đỏ, bờ lê cu, kinh bắc và long khánh. Hôm nay sẽ rực rỡ nha. Hôm nay sẽ rực rỡ. Lương nhân viên của anh chắc cao. Đúng rồi, lương nhân viên của mình là hơn chục củ một người. Hơn chục củ, hơn chục củ. Hơn chục củ nha. Chào bác Toàn Lê nhé. Chè mẹ thế này, chấm này không mà nó thúi luôn. Đây. Trời ơi. Ủa trên đời. Ú chào ơi. Úi dồi ôi. Cái gì thế này? Cái đất tim to kia bữa hai chậu y vậy luôn. Vậy hả? Kinh nhỉ. Xin chào. Chậu bỏ duy 79 xin chốt cho em 17 triệu. Để chăm như ngọn. Đúng rồi, lại bom tấn nữa, bình thường. Bình vẫn thường. Chúc bữa trưa nhá, về tí mình hỏi lại xem là khách chừng nào tới. Khách này là khách hoàn toàn mới. Khách hoàn toàn mới. Chờ mình một tí nha anh em ơi, chờ mình một tí nha. Quá nguy hiểm luôn. Tí này. Quá nguy hiểm. Chào bác Nguyễn Thanh Khiêm nhé. Mấy chục tỷ bác ơi, anh Khang. Bắt đầu anh Khang vô đây bắt đầu là mười tám toàn tám nha anh Nguyễn Thanh Nhiên ơi. Chưa có để cho thiếu nha. Chưa đủ để cho thiếu. Thiếu 1 triệu. Đấy, Tuấn Đoàn là 19 được kìa. Một khi mà cây đã đẹp rồi á thì khỏi phải bàn đúng không anh em. Đến cái giai đoạn mà anh em giành mua rồi, đó là mới bảo duy không tên thôi. Chứ còn khi mà đến khi mà cái loại bộ tứ trụ á, thì khỏi nói. Bây giờ anh em mua một cái kia đôi mắt và đôi cu hay cờ đỏ đi. Mà anh em mua là 5 sen đi. Thế mình chăm khi nào mà nó 2 mét có mà dành nhau mà mua. Bây giờ một kia mình mua một kia Bleku hay một kia cờ đỏ nhỏ xíu à, nó đâu có nhiều tiền, đâu có nhiều tiền như trước đây đâu, đúng không? Chào bác Đinh Chánh Lễ nha. Chào chị Thanh Hằng Nguyễn.
Rồi vô. Xin chào, xin chào. Cẩn thận đấy, hết sức cẩn thận. Bỏ ít ít đấy, à thưa. Làm sao phải có ít nhất một lớp ở đây này nhá. Lớp cái này ra đây để cho nó còn ăn xuống, cho nó ăn xuống kia nó không ăn được đâu. Mình đang liên lạc với bên khách của mình thì xem là mấy giờ tới để sẵn là Tùng like luôn. Một là like luôn. Một là like luôn. Hai là một là hai like luôn, hai là tí nó like lại. Bỏ vô đi, bỏ vô đi gấp sau. Bỏ này vô gấp sau. Nè, để đây đi đây đây. Mình đang hỏi xem lúc nào để mình xử lý luôn. Xong đến đoạn này nó bỏ cái loại nhỏ nhỏ một tí nữa. Có thể ăn. Xong xịt cứ thế rồi. Hết sức bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Cái gì ừ. Nhìn quá. Có gì luôn. Mọi người chờ Tùng xíu nha, chờ Tùng xíu. Tùng đang chờ người ta trả lời lại á, xem mấy giờ để thông báo cho anh em luôn để một là mình like luôn, một là mình like luôn. Đây nó cũng là một cách, những cái loại này thì phải. Ok, Tuấn Đoan. Này ok. Đâm vào đây luôn. Mọi người chờ Tùng xíu 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 nha. Chờ Tùng xíu xíu để Tùng lên cái kèo gì cho nó thơm này. Cái này lúc đầu được như là lúc sau sẽ thối ấy. Rất chú ấn nhiều khi. Làm cái mặt kia đẹp nó được. Bây giờ là thời gian đầu tư mà. Bây giờ là thời gian để vào cái hỏng này, thấy không? Bây giờ là thời gian đầu tư chứ đâu phải thời gian thu lợi, đúng không anh em? Còn mình đầu tư trước rồi, cái lúc mình đầu tư đắt thì bây giờ mình phải có con giống thì mình phải chia sẻ cho anh em thôi, chia sẻ cơ hội, chia sẻ cái lợi nhuận chứ. Bây giờ anh em bỏ ra đâu có nhiều, anh em bỏ không nhiều mà bằng mình bỏ cả trăm tỏi, đúng không? Như thế thì ai giỏi hơn ai, đúng không? Thế qua mình vẫn hối tiếp một điều là mình vào hơi muộn, mình biết về cây lan hơi muộn. Nếu mình mà biết trước, nếu biết trước thì giờ này nó đã khác nhiều và rất nhiều luôn.
Rất là tiếc là mình không biết trước. Bây giờ vẫn còn quá ok luôn anh em. Mọi người thấy bây giờ đó, cứ vèo vèo cái mình chăm được cây thì mình bán cứ kiếm mười mấy triệu. Giờ vẫn chưa muộn anh, vẫn chưa bao giờ là muộn cả. Bây giờ không đầu tư, đến lúc người ta đầu tư được cái thị trường, nhiều người vào, nhiều người vào thì nhiều người chốt thì hiếm cây. Hiếm cây thì người ta, cái người mà đầu tư trước á, thì người ta thành công. Thành công xong bắt đầu các bố lại chửi là gì, ảo. Các bố lại chửi bắt đầu về ăn, úi giời đủ thứ linh tinh luôn anh em ơi. Nhọc lắm thôi. Những người thành công trước là do người ta có giống trước thôi. Bác Tùng cố gắng livestream giờ cố định. Nếu có sự thay đổi nào bác báo trước trên fanpage cho anh em biết thì sẽ ổn hơn. Ok ok. Nói chung hôm nay thì tí nữa để khách trả lời mình, khách chưa trả lời. Khách trả lời mình xem mấy giờ tới mình sẽ thông báo cho anh em, thì khi đó sẽ đông người xem hơn. Còn sáng nay là lên làm cây. Sáng nay lên làm cây rồi sẵn là live một tí. Và bây giờ thì có thể là nếu mà khách ok được thì mình sẽ để mình like luôn. Mình sẽ để mình like luôn. Xong chụp hình cái này. Này phê pha. Được không? Đó là trồng. Đam mê thì bất tận anh. Chào Đỗ Văn Trung nha. Xin chào mọi người, xong rồi. Mình đang làm tí việc riêng cho nên là rồi xong. Xin chào. Rồi bắt đầu vào việc nhá, vào việc nào. Vào việc cho nó xôm nha anh em ơi, vào việc cho nó xôm nhá. Vào việc cho nó xôm nè. Thích lan rừng, ngành lan vài năm nữa sao anh Tùng? Giờ mà Tùng mà biết được thì lại Tùng lại là thánh luôn rồi. Cái vấn đề mà chơi cái đẹp á thì nó sẽ tồn tại muôn thuở, đó là điều chắc chắn, đúng không? Thế người ta là nuôi hoa ly, hoa huệ, hoa hồng, hoa đào, hoa mai, đúng không? Đủ thứ loại hoa hàng ngàn đời nay rồi là sao? Ok kia Trần Kiên. Và khẳng định luôn là nó sẽ rực rỡ chứ. Nha, bác thích lan rừng. Nó sẽ rực rỡ, nó sẽ đi lên. Khi mà kinh tế đi lên thì con người ta hướng đến cái đẹp, hướng đến cái chơi. Cái gọi là đủ ăn đủ mặc thì người ta chơi. Đúng không? Người thì chơi mai, người thì chơi đào, người thì chơi lan. Đúng không anh em? Khi người ta ấm no rồi thì người ta chơi. Mà người ta chơi thì nhiều người mua. Mà nhiều người mua thì giá lên. Đơn giản thôi, cây ít. Cây nào nhiều thì sẽ làm hoa cho ta ngắm. Cây nào ít đó.
Đây nè, ví dụ bây giờ anh em đấy. Bây giờ chị sắp được ngắm hoa này anh em ơi. Trái tim tình si là này là ngày mai nở thôi. Ngày mai và ngày mốt nở nha anh em. Ngày mai và ngày mốt sẽ nở chậu này. Ngày mai và ngày mốt, nhưng mà trời cứ âm u thế này không biết làm sao luôn. Tới kỳ hoa nở mà cứ âm u thế này thì làm sao? Trái tim tình si. Ngày mấy hôm nay trời lúc nào cũng mưa. Trời lúc nào cũng mưa, chào bác Minh Trương nhé. Ngày mai và ngày mốt sẽ nở hoa này, cây này, nhưng mà bây giờ là trời đang âm u lắm luôn. Trời âm u lắm luôn. Đưa cây kính bắc này ra luôn tí nào. Ra ngoài luôn đi. Ra ngoài nó to mập đẹp. Mấy cây này luôn. Đưa mấy cây này, cây nào rễ như này thì đè xuống. Đưa ra ngoài luôn nhá. Đúng là Đinh Duy Dinh vẫn mua vẫn bán vẫn cứ rực rỡ chứ. Vẫn mua vẫn bán vẫn ai mới gọi này. Bính bính bạc này, bây giờ đầu tư xong cây chưa kịp lớn, chưa có cây bán thì lại có loại cao cấp hơn thì bộ tứ trụ bỏ bộ tam đa lại lên ngôi. Là lại lên ngôi cứ chạy theo phải không chú Tùng? Ôi giời ơi. Bác à, bính bạc ơi. Em nói bác nghe, em khẳng định với bác luôn một điều, không bao giờ có một cái cây phi điệp đột biến nào nhá mà có thể làm được giá thị trường, mà có thể đi vào lòng người như những cây hiện tại. Dám khẳng định bác luôn. Bây giờ một số cây ấy, nó cũng đẹp. Nó đẹp chứ. Nó đẹp, nó độc, nó lạ, nó hiếm chứ. Nhưng mà không bao giờ làm được cái giá thị trường mấy chục tỷ một cây. Còn cái vấn đề mà vài ba năm tới thị trường hoa lan phát triển rực rỡ luôn, khi đó kinh tế thế giới phát triển ổn định, kinh tế Việt Nam phát triển tốt, thì nhà đầu tư này, rồi người chơi này mới nhiều, đúng không? Mới nhiều mà cây thì làm sao mà cây đâu phải là cái cây kiểu là nhân giống theo kiểu đại trà cây mô. Đây là cây tay, cây tay. Thị trường càng ngày càng nhiều người chơi, mà nhiều người chơi mà còn ít giống, còn giống ít, thì đương nhiên là cái việc mà nó tăng giá là đương nhiên. Còn bây giờ ông một số các loại cây chẳng hạn, bây giờ người ta cấy mô, người ta nhân giống theo kiểu đại trà, thì làm sao mà đấy, kể cả cấy mô, kể cả nhân giống đại trà vẫn không cung, hoặc là cung không đủ cầu luôn. Còn anh em nào tin, bây giờ tôi tin bất động sản thì tôi kinh doanh bất động sản, tôi tin nhà hàng thì tôi là kinh doanh nhà hàng, tôi tin cây lan thì tôi đầu tư cây lan, thế thôi. Đúng rồi, thầy bác Thành Nguyễn, nó đẹp thì chắc chắn là nó sẽ tồn tại hoài rồi. Người ta vẫn chơi cái đẹp mà, cái gì đẹp người ta mới chơi. Đó, nghe tiếng tinh tinh quen quen. Đấy. Nhân đâu kịp bán đâu nha. Nếu kịp bán thì bây giờ tôi đã bán một cái kỳ Long Khánh hay Kinh Bắc, tôi bán giá nó khác hơn nhiều. Anh tin đấy em. Anh tin em, ok anh. Bây giờ cái nhân giống đây anh kể hết trơn ơi. Không có lo, không có ngại gì hết trơn á. Trời ơi, xin lỗi anh em nhá, khi mà nền kinh tế ổn định nhá, một người vào rồi nhiều người vào, một người thích nhiều người thích, mà nhiều người thích nhiều người mua mà ít giống thì giá nó lên, đơn giản là vậy. Ê chà, lôi cẩn thận cứ hứa nha. Ôi giời, bảo Duy là Duy này từ nay cuối năm á, Duy này từ nay cuối năm là nó xuống tới đây này. Từ nay cuối năm xuống tới đây này, xong kiếm hợp bích. Trời, cái mắt Long Khánh này nó nhô lên hết trơn. Mắt Long Khánh nó nhô lên hết trơn. Chào Tùng Nguyễn nha.
Chào anh Đức Trung. Cảm ơn bác Tuân Lê nhá. Bây giờ là tới trưa trưa rồi. Để xong Tùng đang tìm cho mất cái cây. Đúng rồi, Trung Sony không còn cây. Căng nha, căng nha anh em nha, căng đấy. Căng rồi đấy anh em à, căng rồi đấy. Căng rồi nhé anh em, hết sức bình tĩnh. Hết sức bình tĩnh nha. Hết sức bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Hết sức bình tĩnh. Chuẩn bị tới giờ trưa chuẩn bị vào tiệc. Tùng sẽ giữ like, có kỳ không tên nào giá sinh viên phun sốt. Không tên giá sinh viên hả? Không tên giá sinh viên. Lên một kỳ không tên giá sinh viên nhé. Một kỳ không tên giá sinh viên cho anh em. Một kỳ không tên giá sinh viên. Nhưng mà cũng phải kiếm kỳ đẹp đẹp cho anh em một tí. Kiếm kỳ đẹp đẹp cho anh em một tí. Đây kỳ này đây. Ở xa cho nên mình zoom lại nhé. Được 4-5 lá rồi. Rồi kỳ không tên này giao lưu cho anh em. Cho ai đấy nhỉ? Rồi kỳ này không tên này chia cho anh em với giá là 1,5 triệu nhá. 1,5 người anh em đang xem chia 1,5 triệu giao lưu sinh viên. Chốt bảo duy nãy 40 sen 13 triệu. Có nào bảo duy nãy 40 sen đâu ta? Cái cây kia là 10 là 60 sen mà. Kiến Nguyễn ơi, 60 sen mà. Để anh kiến cho cây 40 sen xem. Đây, tìm xem cây là 40 sen. Cặp không tên của em đứng từ xa đã thấy. Ok Tuấn Đoan. Bây giờ Tùng nói anh em nghe, khả năng cao là một ngày gần nhất sẽ phải đóng cửa vườn. Khả năng cao. Khả năng cao, khả năng cao. Tìm xem cây bảo duy nào. Ủa ai vừa nói cây 40 sen nào ta? Chào bác Quốc Tùng Trần nhé. Trời ơi, em vẫn đang làm đấy, em vẫn đang làm tác phẩm để em bán Tết đấy bác ấy. Cây này thì 20 20 30. Cây này chắc khoảng 35 sen này. Cây bỏ duy này làm chậu nái được này anh em này. Cắt ươm này được luôn nhá. Cắt ươm phần này được luôn nhá. Cắt ươm phần này được luôn. Rồi bác gì đang hỏi chia cho bác cây này 13 triệu 9 toàn 9 nhá. Bác gì nhỉ? Kim Nguyễn ơi. 13 triệu 9 toàn 9 nhá. Giao lưu. Bác chưa bao giờ mua cây của em. Cây anh hô 15 triệu.
Phan Tiến Bình 15 triệu cây nào ta? Cây này 13 triệu 9 anh em này, trong vòng 14 giây, trong vòng 14 giây không anh em nào mua mình bỏ qua nhé. Cây này là cây này 13 triệu 9 này. Tại vì có những cây ấy, Tùng bán là trong vòng bao nhiêu phút, bao nhiêu giây là Tùng không bán nữa. Là mình bán là bán giao lưu anh em hiểu không? Cây này là chậu nái được nha, 13,9 triệu này. Cây này thì là xử lý được ngay nhá. Cây này cắt ươm được liền. Mầm lỡ đang ra, đã thắt ngọn và có một cái hoa đầu ngọn luôn. Cây này 13,9 triệu nhá. Còn 10 giây nữa thôi. Còn 10 giây nữa nhá. Còn 5 giây. Đấy, lúc bán thì không mua, lúc lại hỏi mua thì lại không bán. Nó nhập nhằng như vậy nó mới là hay. Nó nhập nhằng vậy mới là hay. Cất đi anh ơi, em chờ giờ đẹp chốt cả 3 cây. Rồi, ok. Còn 5 giây. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, cất cho Tuấn Đoan. Chờ giờ đẹp là chốt đúng không? Chào chị Mai Nguyễn. Ok, Tuấn Đoan nhá. Chào Minh Nguyễn. Chờ giờ đẹp là chốt cả 3 cây. Ok. Đấy. Hết sức bình tĩnh anh em ơi. Hết sức bình tĩnh. Hết sức bình tĩnh nha anh em. Anh em lúc nãy hỏi cây này gì? Cây này nè. 20. 40. Nó khoảng 43 cm nhé. Mình găng găng á, nó khoảng 43 cm. Đẹp thước ơi tí này. Đẹp thước ơi tí. Cây này đúng không nhỉ? Đúng anh em. Cây này có cất luôn không Tuấn Đoan? Cây này Tuấn Đoan nó cất luôn hay cây cây nào? Giờ vườn mình có cây nào anh em biết hết rồi. Vườn này bây giờ vườn trống này. Đo cây này xem bao nhiêu. Đây này mọi người này. Để được hàng chục ngàn cây nữa nhá. Cái vườn mình mà bây giờ có chục ngàn cây để vẫn được. Không bao giờ có chuyện lý do là chưa nhá. Chưa bao giờ có lý do là cẩn thận đụng mầm gốc. Chưa bao giờ có lý do ở vườn chật lắm rồi anh em lấy cây về không có. Tùng nói 100 cây cho anh em 2 tháng là 2 tháng Tùng gửi. 4 tháng thì 4 tháng gửi. 6 tháng thì 6 tháng gửi. Tài sản của anh em chăm. Trường hợp đặc biệt một số anh em không có vườn hoặc anh em ở xa thì mình vẫn chăm cho anh em 45 sen. Đây. 46 hả? 46 tính 45 thôi. 46 thì tính 45 sen nha. 45 sen chứ không phải 40 sen. 45 sen. Rồi, 45 sen, cây này, hai mầm gốc. Nhanh chóng gọn lẹ luôn, bây giờ là khác rồi nhá. Bây giờ là 18,8 triệu. Mà thôi, anh em mà thích ok. Anh em thích ok, chốt luôn 16 triệu toàn 6. Hôm nay làm như là lộc ấy. 16 triệu toàn 6 cây này. Cây này cắt ươm được ngay. 16 toàn 6. Trong 16 giây không anh em nào chốt là cất. Bốn mươi lăm sen thân già cắt được 10 mắt không à, cắt được 10 mắt để lại 5 mắt nha này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cắt 10 mắt thì mình cắt tới đây còn lại 1, 2, 3 còn lại 1, 2, 3, 4 bốn mắt để lại có tới đây nhá. Bác cất giờ đẹp em sẽ đổ hả Kim Nguyễn ơi, nhiều khi nó vậy đó, lúc bán 15 triệu thì không mua, bây giờ bán 16,6 triệu mà không mua thì tôi lại cất đi cho Tuấn Đoan thôi. Đấy, Tuấn Đoan nó cần mua mà. Đây, cái này nó không to nhưng mà nó già lắm luôn rồi. Nó không to nhưng mà nó già lắm luôn rồi. Cứng ngắc luôn. Tự ra mầm gốc không cần làm.
Chào bác Vũ Minh Khải nhá. Đấy, lúc nãy 15 anh đang like nhá, mời anh đang like nhá. Đang like, đang like. Mười sáu triệu toàn sáu, ok thì chốt, bây giờ còn 10 giây. Đây là giao lưu thôi, vườn mình đâu có cây nhiều đâu, cây có bao nhiêu anh em biết mà. Đúng không? Cắt được 10 mắt ươm, còn lại bộ gốc, chơi. Anh em không chốt thì mình cất cho tôi đoán. Vài tháng sau hai mầm bốc bằng thân mẹ thật luôn. Thôi, còn 5 giây, còn 5 giây, còn 5 giây, còn 5 giây. Hết sức bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Chào em trai cánh gà tre nhá. Anh em là ít tiền thì mua ki bé. Ủa cái ki không tên mà 1,5 triệu anh em là chốt chưa nhỉ? Có ai chốt không ta? Ok Tuấn Đoàn, cất nhá. Không cần đo hả? Chơi phải chơi dĩ á. Chơi dĩ mới đã. Rồi, Phương Đoàn, đó. Đâu rồi, tiếp tục thì tiếp tục nha. Bây giờ tiếp tục nào. Có mấy chậu mà thế này hả? Chào bác Tiên Lương Thiều. Thiều Tiên Lương, Tiên Lương Thiều. Hot rồi anh em ạ. Chốt xong gửi lại vườn. Giá phí tính sao anh? À gửi lại vườn em đâu có tính tính phí đâu. Em cho gửi lại vườn mà. Em cho gửi lại vườn. Người thì em cho gửi 2 tháng, người thì 4 tháng, người thì 6 tháng. Mùa này mới là mùa cưới nha Nguyễn Dương Tuấn ơi. Mùa này mới là mùa cưới, mặc dù mưa thì người ta cũng chọn ngày. Đến tháng 7 âm lịch. Một số trường hợp đặc biệt đang ở nước ngoài hoặc một số trường hợp đặc biệt muốn đầu tư, muốn đầu tư đấy, mà chưa có vườn thì sẽ có một cái thỏa thuận với Tùng. Nghe tiếng tinh tinh nó quen quen. Nghe tiếng tinh tinh nó quen quen. Tiếp tục chia sẻ cho Tùng đi. Tiếp tục chia sẻ cho Tùng đi anh em ơi. Tiếp tục chia sẻ ra lên. Bảo Duy Mái Đỉnh, người đẹp không tên Mái Đỉnh. Cặp bài trùng, đúng không anh em? Song kiếm hợp bích không thể nào thiếu được trong vườn anh em. Bác Tùng có nghe thấy nhà hàng tiệc cưới Hải Phương Vũng Tàu không? Cũng quy mô như bác. Hải Phương mình có nghe nói và thậm chí hơn mình nhiều nha. Nhiều nhà hàng người ta có cổ đông ấy anh em, người ta có cổ đông lớn ấy, là người ta làm rất là khủng khiếp nha. Người ta làm rất là khủng khiếp luôn.
người ta làm khủng khiếp, cực kỳ khủng khiếp. Còn mình ở đây là đơn thương độc mã nha anh em, đơn thương độc mã của mình thôi. Mình làm thương hiệu Thanh Tùng nay là 20 năm, thương hiệu nhà hàng tiệc cưới Thanh Tùng nay là 15 năm. Và Tùng làm cho đến năm 2016 là Tùng 8 nhà hàng đó thì Tùng toàn đi thuê. Đến năm 2016, cuối 2016 Tùng mới mua được cái vị trí hiện tại của chú Dũng Lò Vôi mà chồng của bà Phương Hằng đấy. Đó là Tùng mua 3.279 mét, là Tùng làm từ đó tới giờ luôn, có mình Tùng không chung với ai cả nha anh em. Cho nên là nói chung là hơi yếu, còn một số người khác thì họ cũng rất là mạnh. Và một số người khác thì họ có cổ đông cổ phần lớn á, cho nên là họ đầu tư rất là dữ dằn luôn. Còn Tùng chỉ có được bấy nhiêu thôi. Nhà hàng Tùng thì tọa lạc tại số 99 đường số 9 trung tâm hành chính thành phố Dĩ An. Ba mặt tiền. Làm một buổi, ví dụ một buổi trưa nay này. Ví dụ nha, trưa nay thì không có đâu, nhưng mà ý là một buổi trưa là Tùng đón tiếp được 3.000 khách. Rồi buổi chiều 3.000 nữa. Ví dụ vậy là anh em hiểu, anh em hình dung ra. Chào bạn Thương Long nhé. Chào Thương Long, chào Võ Khương Duy. Ghim số tài khoản cho anh em Tinh Tinh, ok. Bây giờ có khi là giờ tốt rồi là ta ghim số tài khoản cái nhỉ. Trời không mưa, á chà, á chà chà. Quyền ơi. Ừ, trời trời, lại cộng tiền. Nhiều khi bây giờ anh em đang xem đây là cùng chí hướng với mình, cùng thuyền, cùng hội với mình, cùng hệ sinh thái với mình. Thì anh em không có sân si với Tùng, anh em còn chúc mừng Tùng là khác. Bán được cây, anh em chúc mừng là khác. Nhưng một số các thành phần nó vẫn ganh ghét, ganh tị, đúng không? Thấy mình bán được thì nó cũng chọc ngoáy đủ thứ đủ điều. Nhưng điều đó không thể làm được cái tình yêu hoa lan của mình nó khác đi được. Không thể làm được cái khát khao muốn thắng lợi trong cái ngành lan này của mình nó giảm đi được. Mình vẫn luôn khát khao mong muốn thành công của cây hoa lan. Và từng bước Tùng đang thành công. Từng bước đang thành công. Tùng nói thật cả nhà ấy, cho dù hồi đó Tùng mua với giá đu đỉnh rất là cao, thậm chí sau này Tùng bắt đáy rất là cao, rất là nhiều, nhưng mà chưa bao giờ Tùng nhụt chí cả. Mà Tùng lại lấy đó làm động lực để Tùng chăm cây thật tốt, nhân giống ra để có cái chia sẻ cho anh em. Tùng nói anh em không phải nổ với anh em luôn, không phải nổ với anh em. Bây giờ Tùng muốn một ngày có 100 triệu là có 100 triệu, muốn ngày có 200-300 triệu là có 200 triệu. Tôi lại bán những dòng VIP, đúng không? Bán dòng VIP. Mà bây giờ VIP bây giờ anh em thấy có mấy chục triệu một ki, đúng không anh em? Từ mấy triệu đến mấy chục triệu mà cứ tinh tinh cứ cộng cộng vô là sướng rồi. Nhưng mà bây giờ nhiều thành phần nó vào cứ bối mình quá. Tùng thì không bao giờ đi cứ mối của ai. Tùng like như này anh em thấy hợp lý, anh em mua, đúng không? Anh em thấy cây đẹp, anh em mua. Nhưng mà nhiều thằng khác nó lại dùng những chiêu trò để quyến rũ anh em về. Còn anh em là anh em tự nguyện đến với Tùng. Tùng không bao giờ dụ vào Trung Sony này kia kia nọ để Tùng dụ cướp mối Trung Sony của ai. Trung Sony đã mua cây của mình lâu rồi. Võ Khương Duy là mua của mình lâu rồi. Nguyễn Thanh Nhiên mua lâu rồi. Tuân Đoan mua nhiều rồi. Đúng không? Quá trời anh em Trung Coi mua nhiều rồi. Đó. Người ta mua nhiều của mình và nhiều người khác nữa. Nhưng một số những người mua cây của mình rồi giờ đang bị quyến rũ qua chỗ khác. Nhưng người ta vẫn trung thành với Tùng. Người ta lại quay lại mua cây của Tùng. Quên nói là không ghim số tài khoản này, cũng ghê á. Cướp mối toàn anh em thân thiết bạn nhỉ? Đúng rồi. Toàn những anh em thân thiết bạn bè không à. Nó xem like nó thấy mình. Nó thấy mình bán, ví dụ bây giờ Thương Long đang xem. Thương Long thấy bán cho anh Nguyễn Thành Nhìn hay bán cho Tuân Đoan hay gì đó. Bắt đầu vào comment bài rồi inbox, rồi chào hỏi, rồi hỏi thăm. Rồi sau đó mai mốt, chưa chào cây đâu, mai mốt chào cây. Thấy bạn yêu Lan, thích Lan, anh em mình cùng ABC gì đó. Mình có cây này, chào, bắt đầu cứ mối dần dần, rủ rê dần dần. Tùng là Tùng chỉ mời anh em tới vườn Tùng chơi. Chưa bao giờ vì một cái gì đó để mà mình quyến rũ người ta tới hay là... Còn đương nhiên ví dụ những người mà đầu tư ở mình nhiều đúng không? Ví dụ Tuân Đoan, bây giờ đến bây giờ tôi không biết ông Tuân Đoan là ở đâu luôn anh Trâm. Tôi thề tôi chưa bao giờ thấy mặt ông Tuân Đoan luôn. Đó. Chào bác Thắng Đặng Viết nha. Ok bác Thảo Nguyễn nha. Mình còn chưa biết mặt anh em luôn. Đấy, nhưng mà ví dụ anh em người ta mua cây mình nhiều. Người ta đem tới cho mình mua cây mình hàng tỷ đồng.
thì cái việc mà mua một cái vé máy bay mời ông Tuấn Loan vào đây thì bình thường, đúng không? Còn vào với tôi có cơm ăn cơm, có mì ăn mì, có rượu uống rượu, đúng không? Em chào anh Thông Phạm nhé. Chào em trai Tuấn Tú, anh của em vẫn chiến đấu miệt mài không ngừng nghỉ. Đấy, nói hoài vẫn không ghim được cái số tài khoản. Chào bác Văn Hải nhé. Cái số 6 là mình cách ra nha anh em. Cái số tài khoản là mình cách ra để anh em dễ đọc nhé. Anh Tùng của em vẫn trăm cây miệt mài nha. Cờ đỏ này Tuấn Tú ơi. Phê. Rất chi là phê. Cực Văn Kỳ phê. Siêu phê. À, chào Tuấn Đoàn ở gần nhà mình nhá. Ví dụ mình bán 10 triệu, họ lại bán 6 triệu, 8 triệu. Đúng rồi Thương Long. Anh đang ở Hà Nội. Anh về với em đi anh. Ok, anh Kỳ, anh Trần nhá. Vẫn nhiệt huyết trăm cây Tuấn Tú ơi, anh em ơi. Mình cứ trăm cây, mình cứ nhân giống. Không. Đây này, cái này mới gọi là làm nè. Anh em nào thích làm, cái này là Long Khánh của mình nhá. Long Khánh của mình. Đó, sắp được ăn luôn. Ngay lập tức mình cắt được mười mấy, gần 20 mắt ươm. Gốc ăn hoài. Một là anh em mua cả, hai 50-50 với mình. Chụp màn hình inbox. Lấm keo. Đấy, úi giời ơi. Tuấn Đoan ở gần nhà mình không biết, bây giờ mình không biết ông Tuấn Đoan là ông nào. Không biết ông Tuấn Đoan là ông nào luôn anh em. Kỷ em một ký HO để tập trăm được không? HO giờ anh không có, anh làm hoa hết rồi em ạ. Làm hoa hết rồi. Cảm ơn, khỏi bấm tí này tí. Ngưng lại đi, trời này đâu cần bấm làm gì. Thích ở đâu mua ở đó, quan trọng là chuẩn giống. Đúng rồi, cây vườn em là chuẩn giống luôn. Bất kỳ cây nào cũng nở hoa tại vườn luôn. Từ HO Hồng Nguyên Thủy trở lên luôn. Hồng Nguyên Thủy này, Tuấn Tú ơi, bây giờ anh cứ làm tác phẩm này, anh làm hàng ngàn cho tác phẩm. Và lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, trong năm nay, từ nay Tết sẽ là cái dòng phi điệp đột biến. Sẽ là có nhiều tác phẩm hoa để đưa ra thị trường cho tay người tiêu dùng. Như những sản phẩm tiêu dùng hàng ngày. Các cái này thối này. Cảm ơn Thương Long nhé. Đây, Thương Long có ở trên live đây. Thứ 6 mới bài về em, ok anh. Đấy, Sơn Nguyễn đấy. Sơn Nguyễn là chưa biết Tuấn Tú rồi, Sơn Nguyễn lại nhảy vào để tặng một ký HO. Khổ lắm thôi em ơi. Em thật thì cũng thật vừa vừa thôi. Ông trùm ngành lan đấy em ạ. Trời ơi là trời. Vấn đề đây là mình không thể kỷ niệm cho anh em được. Tại vì lan nó là tài sản. Lan nó là tài sản. Cho nên là anh em nào tới vườn thì mình kỷ niệm. Nhưng đây là một cái câu chuyện vui của anh với Tuấn Tú. Ông trùm lan em ơi. Đầu tư hơn 100 tỷ thì lan gần 200 tỷ đó Sơn ạ. Khổ lắm thôi ông ư. Đấy, như Sơn Nguyễn đây là người em của mình. Đó là khác nha. Còn một số thằng đó là nó vào nó xem live xong, nó thấy ai hỏi mua kia gì, phát nó nhảy vào nó inbox luôn. Đủ thứ trên đời. Nhảy vào inbox chào cây luôn. Và một ngày không xa, tôi sẽ đưa những thằng đó, thành phần đó lên mạng luôn. Anh em trung thành với mình, người ta chụp màn hình inbox hết luôn. Từ trước giờ sao không biết đi. Bây giờ thấy vào live Tùng là biết. Bắt đầu là chào cây. Chào cây bắt cây kiểu cứ mối.
Không cần trả lời những người đó nha anh Thông Phạm ơi. Chào bác Bình An Ochit nha. Nói chung bây giờ anh ấy không quan trọng nữa Bùi Văn Thái. Giờ cũng không cần. Có khi nói xấu mình luôn bạn à. Ok. Tôi thì cái tính tôi bộc trực Thương Long ơi. Tôi nói Thương Long nghe. Thực sự ra là cái tính tôi á, là tôi nóng tính, là tôi nói xong đó là thôi. Một số người vừa rồi bảo là tôi với Thiêm Dương bây giờ hết bạn. Trời, làm sao hết bạn được. Tôi và Thiêm Dương vẫn là bạn trên Facebook và vẫn là bạn bình thường. Còn cái việc mà Tùng với Thiêm Dương nói về cái câu chuyện gì đó, nói xong là xong. Mình là quân tử, mình chơi là mình chơi quân tử, mình không phải là dạng tiểu nhân. Cho nên một số anh em cứ nghĩ rằng và nhắn tin hỏi Tùng là ồ anh với Thiêm Dương bây giờ là hết bạn rồi hả? Không, tôi vẫn là bạn bè trên Facebook của Thiêm Dương luôn. Và tôi không biết Thiêm Dương có đang xem hay không, nhưng mà xem thì tôi vẫn nói tôi và Thiêm Dương vẫn là bạn bè bình thường, vẫn là bạn bè Facebook bình thường. Cái câu chuyện gì đó xong đó là xong, nói xong là thôi, không quan trọng. Mình quan trọng là chung tay giữ thị trường thôi, đúng không? Mình vẫn là bạn bè của bất kỳ anh em nào trên Facebook và đã bạn ở ngoài rồi. Chuyện gì nó cực kỳ nghiêm trọng, quá nghiêm trọng thì mới ấy thôi. Người ta mà không xứng đáng bạn với mình thì thôi. Thế còn ví dụ như Thương Long ở đây, bây giờ Thương Long ở đây đang có ít người nhưng mà mình vẫn nói 123 người, mình vẫn nói về vụ Thương Long. Thương Long vừa rồi thì có đưa lên bài nói về cái vụ cây Kinh Bắc. Thì vấn đề là mình cũng nói trên live luôn nha Thương Long nhá. Mình là mình quân tử, mình nóng tính là mình nói luôn, nói xong là xong. Thương Long mới nói về cái vụ cây Kinh Bắc xấu hay gì đó, đăng cái clip gì đó tôi không để ý. Nhưng mà nghe thấy anh em nói như thế thì tôi nói bạn là bạn cũng không nên nói điều đó. Thí dụ bây giờ nhà bạn có cây ngừa đẹp không tên hay cây gì đó mà tôi không có, tôi đi nói xấu bạn thì nó giống ai, đúng không? Tự anh em cảm nhận nhá. Cho nên là Thương Long phải rút kinh nghiệm, không nên làm điều đó, không nên nói điều đó. Làm sao bạn dám khẳng định là Kinh Bắc xấu? Tại vì từ trước giờ nó đắt đó, người ta chưa cho nở nó đẹp được. Và tôi sẽ cho bạn xem hoa nở vườn tôi nó đẹp cỡ nào. Và năm nay tôi sẽ cho nở. Ok anh Kỳ Trần. Ok Tuân Đoan. Nói xong là xong anh Huy Lê. Mình nói xong là xong. Mình không quan tâm. Em chào anh Dầu Thái Huy nhá. Cắt nước rồi bác Văn Hải ơi, bác cắt nước đi. Mình nói vậy Tuân Long hiểu không? Tôi thích bạn. Ok Thương Long. Tôi không ưng bạn. Tôi có thể là tôi nói ra. Nhưng mà xong đó anh em thôi là thôi. Chứ còn mình không. Thương Long này ở đâu vậy? Em không biết Thương Long ở đâu luôn anh Thái Huy ơi. Nhưng mà Thương Long vừa rồi đăng cái bài nói về Kinh Bắc. Thì tôi nói bạn Thương Long, bạn phải cần rút kinh nghiệm. Tôi rất quý và tôn trọng bạn. Ok Thương Long. Chứ không phải là nhà tôi có Kinh Bắc mà tôi đi bảo vệ Kinh Bắc thì tôi nói. Nhưng mà đây là cả một cái thị trường người ta thích. Vì cái mặt hoa nó đặc biệt. Thương Long hiểu không? Bác nhờ xem ai có Kinh Bắc đứng ra mua giùm em nhé. Ok. Cái này thấy nói hầm hố quá. Nói chung là đây là mình nói để mình rút kinh nghiệm. Tại vì trong cuộc chơi mà. Ví dụ như bây giờ tôi hỏi anh em. Ví dụ như tôi không có kinh doanh bông hồng A, bông gì B. Tôi không nói tên. Nhưng mà bây giờ tự nhiên là ai nói là tôi vô tôi nói xấu, tôi bảo uống cây nói xấu là anh em đừng chơi không.
anh em thích chơi cây gì anh em chơi, đúng không? Anh em tự cảm nhận. Còn riêng cái bông kinh bắc mà Thương Long nói thì là tôi, là tôi phê bình bạn, nhưng mà đăng sẵn đây để tôi nói để bạn rút kinh nghiệm, anh em tôi cùng chơi. Một mặt hoa, một mặt hoa, tôi nói các anh em nghe, cả nước người ta đang ao ước và khát khao làm sao một mình Thương Long mà chống lại được, đúng không? Không bao giờ chống lại được. Cho nên là mình phải cần rút kinh nghiệm. Chứ tôi bán vẫn phà phà đấy, tôi bán cây này. Tôi nói Thương Long nghe, người ta đâu có đi, cái người mà có tiền người ta đâu có đi đâu. Tôi bán cây kinh bắc này 139 triệu này. 139 triệu. Tôi bán rồi đó. Không phải tôi có cây mà tôi nói, nhưng mà nói đây để bạn tôi á là rút kinh nghiệm. Mình không nên, bạn bán cây giữ giá cho thị trường, ok, tôi tôn trọng bạn. Tôi biết nhiều vườn to bán phá giá bạn à. Ok, vấn đề bán phá giá như thế nào tôi biết, được tôi đang nói cái câu chuyện kinh bắc. Mà bạn đăng như thế là không nên và cần rút kinh nghiệm. Thậm chí là nên xóa những cái bài đó đi. Tại vì nó sẽ không hay, bạn thấy không? Bạn vào cái bị anh em cả nước nói quá trời luôn. Cả nước người ta, cả một cái thị trường người ta đang khát khao cái cây kinh bắc. Còn từ trước giờ do nó hiếm giống, đúng không? Do nó hiếm giống người ta chưa cho nửa đại trà giống Phú Thọ đâu được. Cây nhà tôi thì chỉ có nở là hoa đầu ngọn thôi. Cây nhà tôi chỉ nở hoa đầu ngọn. Đây này cho anh em xem. Cây nhà mình là nở hoa đầu ngọn. Sắp tới tôi cho nở chính thống cho anh em xem. Đây. Cho coi cả bông luôn này. Đây. Đây là kinh bắc nở vườn mình hoa đầu ngọn này Thương Long này. Còn những cái mà clip mà bạn đăng á là nó rất là mờ nhạt, đúng không? Hoa không chỉnh sửa, hình không chỉnh sửa. Vấn đề ở đây là cặp mắt. Còn khuôn cánh nở đầu ngọn thì làm sao nó đẹp được, đúng không? Hoa nở đầu ngọn, nở hai cây một lúc. Đây là tôi chỉ chụp mình cái cặp mắt thôi. Tôi không có đề cao. Đối với tôi đẹp, đối với bạn nó không đẹp thì cũng là ok thôi. Nhưng mà một mình bạn mà bạn đăng như thế thì nó vừa ảnh hưởng lũng loạn đến thị trường, mà anh em lại nói cho nó không hay. Nói vậy để rút kinh nghiệm và nói xong là thôi. Ok Thái Huy, nhưng mình nói vậy để cho những người bạn mình rút kinh nghiệm, không nên nói như thế. Thí dụ bây giờ tôi, ví dụ vào bông tuyết đỉnh hồng tôi không có, cái giờ tôi bóc phốt thì tôi đăng một số cái tuyết đỉnh hồng nở xấu ra để nói sao? Không bao giờ làm điều đó. Tôi cảm thấy không đẹp thì tôi không chơi, đúng không? Thế thôi. Nên phải hết sức bình tĩnh, rút kinh nghiệm. Đối với thơm trong mắt tôi á, hôm nay trời hôm nay nó âm u, làm như màu nó không đẹp. Đối với tôi á là thơm rất đẹp, nhưng trong mắt Thương Long, trong mắt Thái Huy, thơm không đẹp bằng vợ các ông, đúng không? Đấy. Thương Long ở Bắc Ninh. Ừ, ok, chưa bao giờ gặp bạn ở ngoài đời, chưa bao giờ tới vườn bạn, nhưng mà đây mình nói để mà anh em á là hiểu rồi á, anh em rút kinh nghiệm, chúng ta cùng xây dựng thị trường. Bác lên kèo cho em 200k tối thiểu nhé, xem bác đó có bán không, có khen có chê để hoàn hảo hơn bạn không. Tôi nói Thương Long nghe, có khen có chê, đúng không? Nhưng mà bạn đăng một cái bài thì anh em hiểu rằng là bạn đang phê phán kịch liệt, bạn đang nói một cái điều rất là không tốt về cái bông kinh bắc. Trong đó kinh bắc bây giờ người ta đang khát khao, và thậm chí kinh bắc bây giờ bán giá cao nhất luôn. Tôi nói Thương Long nghe này, đây, riêng cái kinh bắc này nhá, riêng kinh bắc này nè, bạn có bỏ ra đây 200 triệu thì tiền vẫn đang là của bạn nhá. Bạn có bỏ 200 triệu ra thì kinh bắc này vẫn là của tôi và tiền vẫn là của bạn. Được chưa? Chậu kinh bắc này này. Còn đương nhiên có khen có chê, nhưng mà chê cái gì, khen như thế nào cho nó phải. Còn bạn lên cái bài đó là hoàn toàn là mình thấy không được, và bản thân bạn cũng bị rất là nhiều anh em
nói cho. Cho nên là mình nói đây để là chúng ta, tôi, bạn và tất cả mọi người rút kinh nghiệm. Tôi không bao giờ tôi lên live tôi nói ôi cái đó xấu lắm ông đừng chơi, không bao giờ. Cái bông đó người ta hỏi là tôi có hồng phù hoa không? Tôi bảo tôi không có một ký bông hồng phù hoa hết. Người ta hỏi sao tôi không chơi, mà tôi chưa thích thì tôi chưa chơi. Bao giờ tôi thích thì tôi chơi. Hay là người ta hỏi tôi ở Bình Dương mà tôi có kỳ người đạp Bình Dương nào đâu. Không hề có một kỳ người đạp Bình Dương nào. Người ta hỏi ủa sao không chơi, mà tôi không thích thì tôi không chơi. Nha. Thế thôi. Còn ví dụ bạn Thương Long, bạn không thích kinh Bắc thì bạn không chơi. Tôi thề bạn luôn, sau này Thương Long kiểu gì cũng phải có kinh Bắc. Khẳng định bạn luôn, một khi đã thấm vào máu rồi không bỏ được, mà khi nó nở lại nó đẹp rồi, ôi dồi ôi, chịu không nổi luôn. Cây vườn nhà tôi đã nở rồi, 4 cây kinh Bắc nở vườn tôi, mà rất tiếc là nở hoa đầu ngọn. Tại vì nó đang đắt cho nên nó phải đăng nhân giống để lấy cây bán. Ok Thương Long, mình nói như vậy á, mình là mình nói xong là xong nha Thương Long nhá. Mình nói thẳng nói thật, nói xong là xong. Và cần rút kinh nghiệm, và đừng bao giờ lặp lại bất kỳ một bông hoa nào nữa. Nói kiểu vậy á, anh em hiểu lầm, tự nhiên nó mất quan điểm trong trong cái cách chơi. Long Khánh ấy, đỉnh cao này, đẹp rồi, đúng không? Pleiku hết nước chấm, đúng không? Pleiku này hết nước chấm này, xe đầu cu này, đúng không? Tôi thì thấy kinh Bắc đẹp và độc lạ nhất trong làng, trong Lan Va hiện tại. Thanh Tùng vẫn không khen mèo dài đuôi hay, nói giỡn hoa kinh Bắc xấu, nhưng nó đẹp lạ thật. Ok bác Tôn Thất Kim Ngân nha. Nói chung á, nếu nó không đẹp thì nó đâu nằm trong bộ thứ trụ. Đôi mắt Pleiku không đẹp thì đâu nằm trong bộ thứ trụ, đúng không? Pleiku phê. Bảo Duy không đẹp làm sao đi vào lòng anh em được, đúng không? Đúng chưa? Lên kèo. Chào bác Vũ Khắc Chính. Ông Thương Long đừng đăng bài lấy tương tác như thế. Đúng rồi. Muốn lấy tương tác thì mình thiếu gì cách đăng. Cu này. Một cô hoa hậu này đẹp trong mắt hàng triệu người, đúng không? Đẹp trong mắt hàng tỷ người. Chứ một chỉ có một vài người, một vài chục người, thậm chí một vài ngàn người đánh giá bảo cô xấu thì có ảnh hưởng gì đâu. Đúng không anh em? Đây là Tùng đang nói ra để chúng ta rút kinh nghiệm, để chúng ta xây dựng, chứ không phải để chúng ta đạp. Nhiều ông á, muốn mua bố mẹ ra, bắt đầu đạp cho nó xấu. À, muốn mua cờ đỏ, muốn mua bố mẹ ra là đạp bảo là nó xấu lắm. Để bắt đầu để ông đi gom đi mua. Muốn mua kinh Bắc á, đạp nó xấu lắm để đi mua, đúng không? Lên kèo hả? Có khen có chê để hoàn thiện hơn, ok. Lên kèo. Lên kèo là chốt kèo, chốt kèo thì anh có lúa. Bạn có nói gì tôi vẫn tôn trọng bạn, vì bạn là người tâm huyết thực sự, không như nhiều vườn lớn tuần cây xả lũ. Ok Thương Long. Rồi thống nhất vậy đi, không nói câu chuyện này nữa nhá. Hôm nay tôi đã nói cái vụ Thương Long rồi. Và Thương Long á là phải rút kinh nghiệm. Những bài đó cũng nên xóa đi. Còn xóa hay không là quyền của bạn. Nói thế thôi. Mà thôi tôi cũng chẳng cần khuyên bạn xóa. Bạn muốn để muốn xóa xóa. Mà tôi chỉ khuyên bạn là đừng bao giờ nói một cái những cái dòng trạng thái như thế. Đừng bao giờ đăng một cái bài nào như thế. Đối với bất kỳ cây nào không riêng gì cây kinh Bắc. Còn cây kinh Bắc thì như anh em đã biết và Thương Long đã biết rồi. Thương Long bây giờ khát bố mẹ đấy. Đúng không? Đưa vào cái tâm của mình đi, cái óc của mình đi luôn. Tôi khẳng định với Thương Long, bây giờ Thương Long cũng muốn lắm, đúng không? Nhưng thôi, lỡ rồi thì thôi, anh em cũng bỏ qua cho Thương Long đi nhá. Xong, còn Thương Long muốn gì cũng được, tôi chẳng quan trọng. Giờ tôi chăm cây đẹp, tôi chăm cây đẹp mà tôi bán mềm mềm một tí thôi là anh em phập luôn, anh em phập luôn, kể cả Bảo Duy luôn. Mẹ đấy, lúc nãy cái cây này, bây giờ mấy anh em dành nhau một cái cây Bảo Duy đây này, mấy anh em dành nhau cây Bảo Duy. Rồi Thương Long đã ok. Rồi vui vẻ. Thoải mái, hòa đồng để cùng xây dựng.
được chưa? Thế thôi. Ok Đinh Văn Vĩnh, bây giờ mình lên cái gì nhỉ? Ôi giời ơi, nhìn cái cây này này, nhìn cái cây này, tôi nói với Thường Long với Nhiệm nhé, đây này. Ôi giời ơi, cái kỳ Kinh Bắc, ôi giời ơi, cái kỳ Kinh Bắc này, Kinh Bắc mơ cũng không có mà chơi, đủ thứ trên đời. Ok, Thuận Người Đầu Gỗ, Dĩ Hòa Vi Quý thôi. Anh bây giờ anh Tùng là không có ganh ghét, không có thù hằn với ai trên cái đất nước Việt Nam này hết trơn đó. Vui vẻ hòa đồng cùng phát triển. Góp ý xong là xong, xong là thôi. Cái Kinh Bắc này ai mà không khoai. Chảy nước miếng luôn chứ. Bác Tùng lên kèo cho em 200 kia Kinh Bắc của Thương Long á chà. Đào đâu ra? Thương Long bây giờ là không có Kinh Bắc nào đâu. Đây vườn tôi chỉ có mấy kia đây này. Mình nói vậy là Thương Long hiểu rồi anh em. Nói vậy Thương Long hiểu thôi anh em, Dĩ Hòa Vi Quý. Cứ làm những điều đúng, điều tốt là được. Không sân si là được nha anh em nha. Úi xời ơi, cái kia Kinh Bắc. Hùng Nguyễn Mạnh, Kinh Bắc nhìn thèm quá. Úi sợ, ok Kinh Bắc. Mình đè cái rễ xuống á. Úi sợ, ok Kinh Bắc. Úi sợ. Em ghét anh lắm bởi vì anh chăm cây long khánh của em. Lới quá. Còn cái nịt thì mang nịt ra buộc thôi. Anh em á, anh em cái này mà thấy hay hay thì anh em học cũng được này. Thay vì mình đè cái gì đó thì mình lấy cái dây thun, dây nịt ra này, mình đè cái rễ xuống á, là mấy ngày sau là nó rễ nó xuống là ok thôi. Này. Lấy cái dây nịt ra này, còn nhà còn cái nịt thì lấy nịt ra buộc nha anh em. Anh em thấy đúng thì làm theo. Này này, lấy nịt ra buộc này anh em này. Lấy nịt ra buộc đè cái rễ xuống này. Anh em thấy đúng thì làm theo, không thấy đúng thì bỏ qua cho mình nhá. Mình không có dạy đời ai hết. Đủ thứ trên đời. Chào Nguyễn Sơn nhé. Úi dồi ôi, cái cây Long Khánh của vườn Lan Hương Hương thì khiếp hồn luôn. Cái mầm gốc bây giờ là gần 1m3 rồi. To cha bá lửa luôn. Đứng xa quay mới hết. Nịt còn nhiều lắm hả? Chào Trinh Đàm nhá. Trinh Đàm hôm rồi cũng có cây đôi mắt Pleiku. Nó đẹp. To lắm. Này mà thắt ngọn nó to nữa. To lắm luôn. Mầm gốc năm nay mà 1m3 thì chắc cả nước có mình cây này. Cây của Hương Hương. Đây à là à em. Đây cây Hương Hương đây anh. Cái cây con mà trên cái thân bé tí này này. Đó mà em làm nó 5 kg rồi bây giờ cái cây nó như thế này anh này. Đây này. Đây này cái này là trên thân em cắt xuống đấy. Như thế này này. Rồi như thế này này. Rồi như thế này này. Đó. Ủa cái này không phải nha. Cái này không phải nha. Cây này. Trăm cây thôi. Ok Nguyễn Sơn sẽ được thôi. Quan trọng thời gian thôi em. Ok Lê Việt nhé. Lấy giấy buộc tiền luôn. Chắc chắn luôn. Hùng nông thôn mới lâu lắm không nghe anh Hói nói câu mọi người ơi, nói luôn nè, mọi người ơi, mọi người chia sẻ chất tường đi, có nhỏ khác có to anh nhỉ, đúng rồi, hồi đó mua nhỏ xíu đây, thân này nhỏ xíu này, nhưng hồi đó anh mà nghe em á,
mà lách cái kia kia xuống là thua toàn tập luôn. Và nếu mà nghe em mà làm kia ở đây cũng thua luôn. Mình làm được một kia ở đây nhưng mà cái lá trên này nó lại nó tới đây thì nó ngừng mất rồi. Đằng này bây giờ nó lên được bao nhiêu lá? Em không biết anh Phạm Văn Bông ơi. Ê ông Tùng bữa nào cho cây trồng thử. Không cho được nhá, lan là tài sản nó không cho được. Chỉ bán thôi. Chỉ bán thôi. Không cho được. Còn anh em nào mà đam mê mà tới vườn chơi á thì Tùng mới tặng cho một kỳ nhá. Cuối này năm vườn lan hương khôn lắm. Năm nay không dài nữa đâu. Chờ nó đi, không dài nữa đâu. Kinh Bắc nó nằm trong nhà giàu hết, không bao giờ có ai bán rẻ đâu. Nó đẹp nhất nữa là cây của anh Thái Huy thì em đã cắt ươm rồi nha Thái Huy ơi. Cây của anh Thái Huy thì em đã cắt ươm rồi nhá. Và đang làm mầm gốc rồi nhá. Đang để bông này. Làm mầm gốc rồi mà chưa ra. Còn cái kia cắt ươm mất rồi nhá. Bán nhiều lực nhiều cây gì Nguyễn Sơn. Còn cái phần kia thì hôm rồi em cũng cắt ươm hết rồi này. Giờ em mầm đây này. Phê luôn. Em vẫn chờ anh đấy để hấn chút lộc của anh. Thôi đủ rồi ông ơi. Phê. Ở dưới là nhạc lên là mầm rồi đấy. Bây giờ là 11:30 rồi. Lên với anh em chơi. Anh em tí nữa lại xuống này. Bắt đầu tặng quà. Bắt đầu tặng quà. Xịt cái này nó nhìn nó không đẹp. Nhưng mà mấy hôm này nó hết thôi. Anh em tới vườn chơi Tùng tặng Kỳ Bảo Duy kìa. Là đào đâu ra mà tặng Kỳ Bảo Duy. Tới vườn chơi tặng cho Kỳ Phú Thọ HO về chơi thôi. Còn không tới vườn chơi thì một Kỳ Phú Thọ HO cũng không bao giờ tặng. Nó là tài sản. Phê luôn. Ngừng trôi cho giây phút chia ly này kéo dài. Trước khi phân kỳ ước sao cho tàu đừng đi. Bác có tuyết đỉnh hồng không? Em không có tuyết đỉnh hồng nha bác Lê Nam ơi. Nhà em là không có một kỳ nào tuyết đỉnh hồng. Chẳng có một kỳ nào hồng phù hoa. Không có một kỳ người đẹp Bình Dương. Và nhiều loại khác nữa. Đơn giản là em chưa mua, chưa sưu tầm. Chưa mua, chưa sưu tầm. Và hiện tại là không có tiền. Báo giá cái gì Nguyễn Sơn? Báo giá cái gì Nguyễn Sơn? Tự nhiên Nguyễn Sơn vào đây bảo báo giá thì không biết báo giá gì luôn. Cây của Vinh Quang đưa xuống đây trồng trăm cây này. Cây này trăm nay cuối năm thì hết nước chấm. Tâm tư cô đơn trách con tàu nỡ sao đành. Đem yêu thương đi đến nơi nào cách đôi tình đường. Vậy anh em này, anh em nhìn thấy như thế này nhé. Nhưng mà đúng 5 ngày sau. 5 ngày sau thì nó lên, cho là 10 ngày sau đi. Cho là 10 ngày sau thì nó lên cái kỳ giống như kỳ này này. Thì Tùng lại bán được đâu đó 2,9 triệu. Lên cái này là bán được 2,9 triệu này. Ok Chu Văn Trung, ok Trung Sony. Đây. Cái này này. Từng 10 ngày sau thì nó ơi y vậy em lại bán được 2,9 triệu. À cái này còn hai mắt ngủ luôn này. Mắt đầu ngọn này này với mắt kế bên đây luôn. Cái này này. Cái này mà anh em chốt liền nhá. Anh em chốt liền này chốt cho anh em là chốt cho anh em là 2,5 triệu nhá. 2,5 triệu là cắt tới đây nhá. Ở bên trên còn lại cái này hai cái mắt này có nên để không ta? Chắc mình cắt lại cái này. Đây là một mắt này. Đây là một mắt là hai này. Hai với cái này cắt tới đây. 2,5 triệu cắt tới móng tay cái. Bảo Duy. Hoàng Trần Minh nha, 2,5 triệu nhá. Cắt tới móng tay cái nhá. Ở bên trên còn hai mắt ngủ. 2,5 triệu trên còn hai mắt ngủ nhá.
Ủa Phong Cánh Ca đâu xuất hiện đây 1,6? Bù cây của em đi. Ôi giời ơi em ơi là em là anh đã đổi cho em cái kia rồi. Đổi cây không tên cho em rồi. Bây giờ em phải mạnh dạn chốt những cây mà đẹp ở Phong Cánh Ca. Anh đề nghị Phong Cánh Ca là một cái người mà rất đam mê hoa lan nha anh em nhé. Chốt nhé, bác ghi tiền cho em. Ok, chốt cho Tuấn Đoàn. 2,5 triệu chốt cho Tuấn Đoàn nhé. Cắt tới móng tay cho Tuấn Đoàn nhé. Chốt cái này cho Tuấn Đoàn, lại ghi thêm. Đây, nhỏ xíu xíu nhé. 10 ngày sau anh em thấy. Tuấn Đoàn. Đã chốt Tuấn Đoàn. Phong Cánh Ca thì anh sẽ ưu ái anh em nhé. Tuấn Đoàn, Trung Coi này. Đó, Trung Coi đang chúc mừng Tuấn Đoàn này. Nếu mai đây về cũng trên chuyến tàu hoàng hôn. Giống y chang cây này luôn. Nói chung là công nhận. Tôi cũng để ông Tuấn Đoàn với ông Bluetooth với ông Trung Coi. Công nhận mấy ông này. Ông Trung Coi ông cũng chốt ở đây. Cũng mấy cái này này. Đó, toàn mấy cái này này. Phê thật sự luôn anh em. Ông Bluetooth Blue này. Úi giời, mười mấy sen rồi. Mình bao, hôm đấy mình bao ông Bluetooth Blue với lại ông Nguyễn Tiến Dũng đấy. Trời, nó lên nó phê, nó tê đẹp luôn. Cảm ơn Bình Vũ. Ok, Nguyễn Tiến Dũng. Cứ kỳ trên thân là ngọt. Nghỉ ăn cơm rồi, chưa được ăn cơm đâu. Chút xíu xuống là tặng quà nữa. Chưa được ăn cơm đâu, Nguyễn Tiến Dũng này. Trời ơi, Nguyễn Tiến Dũng rồi, chốt cái kỳ này này. Hôm nay chốt đâu 3 triệu 3 hay bao nhiêu ta? Trời, hôm nay nó lên khủng khiếp luôn. Chào Chí Khôn nhá, để lấy tem ghi cho Tuấn Đoàn, cái lộn là bán nữa là khổ lắm này. Lộn là bán lần lớn tí nữa lại bán cho Trung Coi cái đèn cho Tuấn Đoàn luôn, khổ lắm thôi. Chốt cho Tuấn Đoàn 2,5 triệu, mọi người thấy chưa? Mới nhú như vậy mà 2,5 triệu. Anh em thấy chưa? Mới nhú thôi là 2,5 triệu. Tí lại mặc áo vest tặng quà xong lại lên chơi tiếp. Khoảng 12 giờ 15 thì bắt đầu là ngắm cây là no rồi. ghi tem cho Tuấn Đoàn 2,5 triệu mới nhú. Nhưng vấn đề là nó còn hai cái mắt ngủ trên nữa. Có thể cắt. Hoặc nếu mình để vậy thì nó cũng rất là khỏe. Tâm tư cô đơn trách con tàu nỡ sao đành. Đem yêu thương đi đến nơi nào cách đôi tình. Thay nhanh em đồng nghiện. Đường bao nhịp. Ông Chí Hoa này, hết sức bình tĩnh. Tôi đã bảo rồi, tuần đầu tiên của tháng, tức là từ mùng 1 đến mùng 7, là tất cả 100% anh em sẽ được gửi hình cây. Còn bây giờ ông để im cho tôi bán hàng tí nhá. Tôi truyền lửa tiếp lửa đam mê cho anh em mới thế. Bảo Duy. Kỳ trên thân. Hai phẩy năm. Tuấn Đoàn. Giờ không biết ông Tuấn Đoàn ở đâu luôn, mà không biết mặt ông luôn. Trước khi phân kỳ, ước sao cho tàu đứng đi. Sẽ lăn trong đêm khuất xa dần biết đâu tìm. Mưa thu bay bay sát xe lòng ướt vai mềm. Phải ghi tem liền, có lỡ may bán Trung Coi mà chốt một cái thì đèn như Tuấn Đoàn. Đường bao nhịp nối, tình trăm nghìn mối hướng theo một bóng người. À Dương,
khuất trong sương là mỗi lần ngóng chờ. Nhìn theo đây ở dưới bắt đầu ầm ầm rồi đấy. Chào Đoàn Thế Đạt nhá, chào Vũ Hoàng Khải. Không có nghề nào kiếm tiền như ngành lan, đúng rồi. Bây giờ ví dụ Sơn Nguyễn này bây giờ làm được 100 cây Bảo Duy đi, 10 cây Kinh Bắc, 10 cây Long Khánh đi, hốt bạc, đúng không Sơn Nguyễn? Cho nên anh em thấy đó, mình vẫn bán kiếm tiền được. Còn anh em muốn kiếm tiền giống mình thì anh em phải đầu tư. Có một tí như này mà 100 đô, ôi là trời. Chiều nào tiễn nhau đi khi bóng ngã xê ta. Nhìn xem có cái nào khi chân thân không chứ. Ông Trung coi ông cũng đang rình rình. Vườn anh có khi nào 100k không ạ? À? Không có em ơi. À, tác phẩm Phú Thọ HO bây giờ anh bán ít nhất là 3 triệu nhé. Bán thời điểm hiện tại ít nhất là 3 triệu rồi. Không thể anh để đến Tết anh... anh làm hoa anh bán 10 triệu, 15 triệu, 20 triệu, thậm chí 6 triệu, 5 triệu, 4 triệu, 3 triệu, 1 triệu. Hết sức bình tĩnh. Ui sợ sướng. Vì trên thần này không dám bán luôn. Không dám bán tại không phải của mình. Nhìn theo phía chân mây đợi chuyến xe xưa về chưa. Nếu hay chăng người ơi trốn xa xôi chàng trai, còn đẹp yêu thương rắc lên muôn vạn oan hận. Nếu mai đây về cũng trên chuyến tàu hoàng hôn. Nếu mai đây về anh Tùng kiếm tiền như vậy, thế mà có kẻ nói là anh Tùng kiếm bạc cắc, thế mới kinh. Anh vẫn kiếm bạc cắc em ơi, anh vẫn đang kiếm bạc cắc đây. Và anh em mà muốn kiếm bạc cắc như mình nhá, thì anh em phải có giống nha. Anh em phải có giống thì mới kiếm được bạc cắc như mình đó. Hết sức bình tĩnh. Đang tìm cái gì để bán kiếm tiền bạc cắc này. Không được, không có cái nào của mình ấy. Của anh em không. Chiều nào tiễn nhau đi khi bóng ngã xê ta. Nhìn theo phía chân mây đợi chuyến xe xưa về chưa. À có cái này hay này anh em này. Có cái này hay này. Bạc cắt nhưng mà cắt OD đúng rồi. Ok em chào anh Đức Hòa nhé. Chào Lê Quang. Vẫn miệt mài em ơi. Muốn phải đầu tư nhiều bây giờ sang năm cái bậc cắc giống anh Tùng. Đúng rồi. Chính văn xác luôn. Chính văn xác luôn. Đây có một cây cờ đỏ này anh em này. Nếu hay chăng người ơi. Đây nè. Cái cây cờ đỏ trên thân cả một cái chậu này bây giờ chỉ có một cây cờ đỏ này thôi. Và lúc cắt á. Lúc cắt thì cắt ngang đây nhá. Lúc cắt ngang đây. Để cái mắt ngủ trên luôn. Cái kỳ cờ đỏ này nhá. Kỳ cờ đỏ này bây giờ chia sẻ cho anh em giao lưu thôi. Giao lưu nhẹ nhàng cái này là. Giao lưu nhẹ nhàng cho anh em với giá là. Với giá là. 9.999.999 đồng nhá. Kỳ cờ đỏ trên thân nhá. 9.999.999 đồng. Trong vòng 9 giây, nếu không ai mua thì cất. Trong vòng 9 giây nhé, không ai chốt thì cất. Kỳ này thì 10 ngày sau quay lại cho anh em sẽ thấy. Trước khi phân kỳ, ước sao cho tàu đừng đi. Xe lăn trong đêm khuất xa
dân biết đâu tìm. Mưa thu bay bay sát xe lòng ướt vai mềm. Hết giờ. Hồn dần buông mà ai còn đứng im trong chiều sương xuống. Lại mất thôi anh ạ, à. Ok. Đủ thứ trên đời, đủ thứ trên đời. Khả năng lời nói của chúng coi sẽ trở thành hiện thực. Thanh em yêu Phạm Đình Luân. Trước khi phần ghi tem đi anh nhá. Đủ thứ trên đời, ghi tem ghi tem. Ước sao cho tàu đừng đi. Ghi tem ghi tem. Tâm tư cô đơn trách con tàu nỡ sao đành. Chúc mừng chúng con đây anh em ơi. Em chào chị Trang Ly. Thỉnh thoảng chị để ý em inbox tí nha chị nha. Đem yêu thương đi đến nơi nào cách đôi tình đường. Em chào bé bự Khi Mai. Chào Hoàng Trần Minh. Chị Trang ơi, chị Trang ơi. Ôi dồi ôi luôn, ôi dồi. Ơi, nghe tiếng quen quen. Ơi, nghe tiếng quen quen. Lòng khắn, lòng khắn. Em mới xịt phòng bệnh. Hai mấy xe rồi chị ơi. Trước khi phân kỳ, ước sao cho tàu đừng đi. Xe lăn trong đêm khuất xa dần biết đâu tìm. Mưa thu bay bay sắt xe lòng ướt vai mềm. Hôn dần buông mà ai còn đứng im trong chiều sương xuống. Tâm tư cô đơn trách con tàu nỡ sao đành. Đem yêu thương đi đến nơi nào cách đôi tình. Thân tàn xin để một mình đơn côi. Tìm vào cô đơn đất Quy Nhơn gầy đón chân chàng. Xong cho chúng coi nhá, ghi tem rồi nhá. Thế nào cắt cái dây này đi. Lâu ông hoàng đó khi xưa hàng mặc tử đã qua. Chốn hoàng liêu tiêu sơ hàn ấm thầm. Kỳ Hoa, chị Trang ơi. Chị Trang ơi, chị Trang ơi, chị Trang. Kỳ Hoa, chị Trang ơi. Nếu mai đây về cùng trên chuyến tàu hoàng hôn. Tâm tư cô đơn trách con tàu nỡ sao đành. Đem yêu thương đi. Chị Trang ơi, chị Trang ơi. Đem yêu thương đi đến nơi nào cách đôi tình đường. Bao nhịp nỗi tình trăm nghìn mối hướng theo một. Cũng tạm tạm chị ạ, à. Em thấy chị chăm tốt quá. Em chăm cũng tạm tạm được. Chiều nào
tiễn nhau đi khi bóng ngã xê ta. Hoàng hôn đến đâu đây màu tím dâng trong hồn ta. Kinh Bắc anh em ơi, Kinh Bắc anh em ơi. Loài hoa xấu nhất hệ mặt trời anh em ơi. Muốn không gian, úi dồi ôi. Kinh Bắc lên lá sọc rồi anh em ơi. Kinh Bắc lên lá sọc rồi anh em ơi. Muốn không gian đừng tàn, níu đôi chân thời gian. Ngừng trôi cho giây phút chia ly này kéo dài. Trước khi phân kỳ, ước sao cho tàu đừng đi. Hay là giờ mình làm, hay là giờ mình làm tí kỳ trên thân Kinh Bắc anh em nhỉ? Hay giờ làm tí kỳ trên thân Kinh Bắc anh em nhỉ? Ước Kinh Bắc anh trai ơi. Em ước thì em làm ơn em đừng có lan man chung chung Sony ơi. Anh em hết sức bình tĩnh nhá, anh em đừng có lan man nhá. Một số cây A, cây B, cây C, cây D. Nó chỉ là một nhóm người chơi thì anh em hết sức bình tĩnh. Còn đam mê thì anh em cứ chơi sưu tầm giống nhưng mà không nên lan man, nếu làm kinh tế thì không lan man. Mình thì nói chung là anh em chơi cây nào thì tùy anh em, thích mua gì là tùy anh em. Còn với cá nhân Tùng bây giờ Tùng đa phần 99% là Tùng muốn là đam mê và khát khao làm kinh tế và kiếm tiền từ cây hoa lan. Cho nên là Tùng đang và sẽ luôn đầu tư và chia sẻ các con giống như là Người Đẹp Không Tên, Bảo Duy, Cờ Đỏ, Bà Lê Cô, Kinh Bắc, Long Khánh anh em nhé. Tập trung cao độ, không nên lan man. Còn anh em muốn chơi gì chơi, Tùng không khuyên anh em, không dụ anh em, không xúi dại anh em làm gì hết trơn á. Anh em muốn gì anh em tự chơi, tự hiểu, tự biết. Giờ lớn hết trơn à. Anh em có tiền là anh em có đủ nhận thức rồi đúng không? Nếu mai đây về, chứ bây giờ mình không có dạy được anh em, không làm gì mình đủ cửa đủ tuổi mà dạy anh em đúng không? Mình không có cửa gì cả, mình không có cửa gì cả anh em ơi, anh em ơi. Anh em ơi. Rồi ok, bây giờ là gần 12 giờ rồi, Tùng đi xuống Tùng xuống dưới để Tùng lo tiệc, Tùng tắm rửa lại để chuẩn bị tặng quà. Sẽ gặp lại mọi người vào có thể là chiều chiều. Tùng sẽ lên một phát nữa nha. Ok, bye bye cả nhà nhé.